chương 191, nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe được hảo khuê mật lời nói sau, Mai hơi hơi trên mặt tức khắc lộ ra buồn bã mất mát biểu tình. Vì cái gì? Đột nhiên có loại khoảng cách Trần Tử Bình càng ngày càng xa cảm giác đâu. Loại này tâm tình rất khó hình dung, đã có điểm khổ sở, lại mang theo điểm mất mát, thậm chí còn có chứa chút hối hận. Tự hồ vận mệnh chú định, giống như mất đi thứ gì. Mai hơi hơi theo bản năng mà tiến đến khuê mật bên người, ý bảo nàng đem trên mạng nhiệt độ rầm rộ cho chính mình nhìn xem chỉ thấy gì chồi non di động thượng chính biểu hiện vây cổ học sớt bản đơn dì chồi non điểm đánh đổi mới sau phát hiện phía trước còn xếp hạng học sớt bản đơn cuối cùng mấy cái đề tài thế nhưng trực tiếp nhảy thăng hơn 10 người giống soái khí tiểu hỏa cấp đại sư chỉ đạn cái này đề tài đã từ phía trước nhìn đến 48 danh lập tức nhảy tới rồi đệ 35 danh mà ngàn năm một mộ soái khí giáo thảo siêu soái đàn hát cái này càng có lực hấp dẫn đề tài càng là đã chạy đến học sớt bản trước 10 danh trong vòng thiên a loại này bay lên tốc độ quả thực khoa trương tới rồi cực điểm hơn nữa lại còn có đã tiến tiền 10 học search. Thường xuyên chơi vây cổ gì chồi non đối với học search đề tài vẫn là có nhất định hiểu biết. Vây cổ cái này ngôi cao chính là được xưng có vài trăm triệu nhiều sinh động người dùng. Cùng ngũ dương đại học cái kia tổng cộng cũng liền mấy vạn ở giáo sư sinh vườn trường diễn đàn so sánh. Hai người hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp tồn tại. Vây cổ học sức bản đơn, kia cho hấp thụ ánh sáng độ cơ hồ tương đương thượng quốc gia cấp nhật báo tin tức danh sách giống nhau. Đặc biệt Trần Tử Bình còn không chỉ có chỉ là thượng một cái đề tài, mà là ước chừng thượng hai cái đề tài. Trong đó một cái đề tài, càng là vọt tới hot xuất tiền 10. Này hoàn toàn chẳng khác nào thượng báo chí tin tức đầu đề. Ai đều không có nghĩ đến, khi mấy cái Trần Tử Bình biểu diễn video ở tuyên bố đến trên mạng lúc sau. Tuy nhiên có thể khiến cho lớn như vậy nhiệt độ. Tùy tiện mở ra bình luận khu, là có thể nhìn đến vô số điều ca ngợi. A a a. Đây là cái gì thần tiên thanh tuyến, ái ái. Ô ô mụ mụ, ta nhất kiến trung tình, vì cầu po chủ giới thiệu có quan hệ cái này tiểu ca ca tin tức. Ngươi kia kêu nhất kiến trung tình. người đó là thèm nhân gia thân mình, ngươi hạ tiện nếu này cũng có thể gọi là hạ tiện nói, ta đây nguyện ý một tiện rốt cuộc. Ta cũng mắc thèm cái này tiểu ca ca thân mình. Nhìn đến cái này tiểu ca ca ánh mắt đầu tiên, ta liền hai chúng ta hài tử tên đều đã nghĩ kỹ rồi. Chịu không nổi, liền này ca hát tiếng nói, còn có loại này phản phất lãng tử hồi đầu tình cảm, đừng nói nữ sẽ thích hắn, liền lão tử một cái nam nghe xong đều muốn gả cho hắn. Nữ ba nương nương ngài không công bằng A. Nít ta mặc thời điểm không hảo hảo nít còn chưa tính, còn làm ta ít hầu bị cẩu gặm một ngụm. Ta trời ơi, cái này chỉ đạn trình độ, cũng quá kinh người đi. Không đạn tắt lấy, bắn ra lên ta trực tiếp lựa chọn hai đầu gối quỳ xuống, ngũ thể đầu địa. Một cái phục tự đều không đủ để biểu đạt kinh ngạc cảm thán bội phục. Ta một bên nghe, hai chân một bên đang run rẩy, đầu gối nó. Nó chính mình không chịu khống chế liền quỳ xuống. Mở ra video trước, liền đạn đàn guitar đều có thể lên hot sức, này tính cái thứ gì? Xem xong video sau, bang, đánh chính mình mặt. Ta đạp mã tính cái thứ gì? Đương nhiên, trên mạng tuyệt đối không thiếu anh hùng bàn phím tồn tại. Cho dù là ca ngợi cùng khích lệ chiếm cứ tuyệt đại đa số bình luận, như cũ không thiếu có chút ghen ghét hắc tử lời nói lạnh nhạt. Thiết, còn không phải là đạn đàn guitar sướng bài hát thôi, cũng không cảm thấy có bao nhiêu dễ nghe a. À. Còn không phải là đạn cái đàn guitar mà thôi, rất khó sao. Ta thượng ta cũng đúng a, à, có cái gì hảo thổi. Chính là, nhìn xem trên lầu đám kia người các loại thổi phòng cái này nam soái, ta cảm giác còn không có ta nhan giá trị đẹp đi. Bình thường tiêu chuẩn thôi này đàn hắc tử trong giọng nói tràn ngập nồng đậm vị chua nhắn lại trào phúng làm thấp đi trần tử bình đồng thời còn không quên tự nâng giá trị con người phủng cao chính mình nhưng là quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết càng miễn bàn bởi vì này hai đoạn video đều là tỉ mỉ chọn lựa ra tới chính diện quay chụp trần tử bình màn ảnh hình ảnh cho nên trần tử bình kia soái khí vô cùng khuôn mặt cũng xem đến rõ ràng thập phần hút tình trong khoảng thời gian ngắn liền hấp dẫn đại lượng nữ vây của người dùng chú ý tới rồi này hot đề tài đương này đàn nữ sinh nhìn đến cái này đề tài bình luận khu xuất hiện hắc tử hồi phục sau lập tức không chút khách khí mà ngạnh dỗi trở về các ngươi này đó hắc tử nếu là đôi mắt không hảo sử vậy moi ném tới thùng rác đúng rồi phải nhớ kỹ đầu đối rác rưởi phân loại không thể thu về thần đặt me ngươi thượng ngươi cũng đúng quả nhiên cách ngôn nói không sai từ xưa người xấu xí nhiều tác quái da mặt là cái thứ tốt đáng tiếc các ngươi không có ta là xê lý xê lý thượng âm nhạc khu úc chủ dương đáng yêu ta có thể thực phụ trách nhiệm mà cùng đại gia nói một câu cái này video trung nam sinh đàn guitar trình độ tuyệt đối đã đạt tới nhất lưu chỉ đạn cấp đại sư ta đi trên lầu cái kia dương đáng yêu là thật sự bản nhân sao đây chính là chân chính nhạc cụ đại lão quá khen ở video trung cái này soái khí tiểu ca ca trước mặt ta căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng thật sự là hổ thẹn không bằng a nào đó xê trạm fan số lượng thượng trăm vạn nổi danh Úc chủ lưu lại cam bái hạ phong bình luận sau tự hồ lập tức dẫn phát nổi lên phản ứng dây chuyền dường như vô số vây của người dùng đều bắt đầu tự phát mà ở cái này đề tài video phía dưới test ra chính mình nhận thức nghe nói qua đàn guitar cao thủ tới quan kháng. Mặc kệ là những cái đó chức nghiệp dàn nhạc thành viên, vẫn là âm nhạc trong học viện chuyên nghiệp giáo viên. Thậm chí liền rất nhiều thành danh ca sĩ đều bị cố ý tét lại đây. Mà này nhóm người thân là âm nhạc giới trong vòng người, đối với đàn guitar loại này thường thấy nhạc cụ khẳng định đều là thập phần quen thuộc. Có thể nói đàn đàn guitar đối với bọn họ tới nói, cơ hồ đều là hạng nhất thường thấy chuẩn bị kỹ năng giống nhau. Đương này đàn ở chuyên nghiệp tri thức trình độ thượng càng cao đám người xuất hiện ở bình luận khu lúc sau, nhắn lại hướng gió đột nhiên liền thay đổi. Nguyên nhân chính là vì nghe được ra kia đầu chỉ đạn khúc khó khăn, nghe hiểu được kia đầu đã từng ngươi đàn hát khi cảm tình đầu nhập. Này đàn chuyên nghiệp nhân sĩ đối với Trần Tử Bình đánh giá, cũng đồng dạng là biểu đạt mãnh liệt thưởng thức cùng tán dương chi tình. Đặc biệt là đám kia ngoạn nhạc đội đàn guitar tay, vừa nghe liền biết, Trần Tử Bình trình độ tuyệt đối so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Ngoạn nhạc đội rất nhiều người là chơi rock and roll, mà chơi rock and roll người lại phần lớn đều là sang sản hào phóng thật tình. Đương ý thức được chính mình sau bất quá Trần Tử Bình sau, cũng đều sôi nổi giống cái kia xe trạm úc chủ giống nhau ở video phía dưới nhắn lại, tự thấy không bằng, lệnh người thắng phục, linh tinh lời nói. Mà càng là có nhiều hơn nhạc tay nhắn lại sau, đám kia vây của ăn dư quần chúng nhóm liền càng là hăng hái. Theo sự kiện không ngừng lên men, tới rồi cuối cùng, này đàn ăn dư quần chúng thậm chí đem quốc nội nổi danh âm nhạc học viện rất nhiều giáo thụ cấp nhân vật đều cấp tét ra tới. Ước chừng chờ này đoạn vây của nhiệt điểm video ở học sức thượng đải hơn nửa giờ sau. Trước cuộc có một cái chân chính ý nghĩa thượng cấp quan trọng nhân vật ra mặt bình luận hắn chính là đến từ cả nước nổi tiếng nhất âm nhạc học viện, biển sao âm nhạc học viện lão giáo thụ Lưu Âm Từ. Vị này lão giáo thụ môn hạ đệ tử trung, liền ra quá vài vị hiện đại nổi danh âm nhạc gia. Trong đó làm đông đảo ăn dư quần chúng nghe nhiều nên thuộc liền có không ít. Mà âm nhạc vòng trung đã chịu quá hắn chỉ điểm, hơn nữa tỏ vẻ được lợi không ít ca sĩ, càng là nhiều đếm không xuể. Chính là như vậy một cái có thể nói là quốc nội âm nhạc giới trung kiên đỉnh cấp bậc lão giáo thụ. Lúc này thế nhưng thật sự bị vây của các fan cấp tét ra tới lên tiếng. Chương 192, Phát Hỏa phát hỏa ở thu được vô số vây cổ võng hữu tết sau đêm khuya 11 giờ vị này lưu lão giáo thụ vây cổ động thái đột nhiên liền đổi mới một cái mới nhất tin tức vừa mới nghe mỗi vị học sinh nói vây trên cổ có cái tuổi trẻ tiểu tử ở đàn guitar phương diện tạo nghệ rất cao ta cố ý ở sắp ngủ trước lên mạng xem xong rồi toàn bộ video không thể không nói một câu quả nhiên là hậu sinh khả úy a à, hắn đàn guitar trình độ cùng ta nghe qua rất nhiều ngoại quốc đàn guitar đại sư diễn tấu so sánh với đều đã là không nhường một tấc ta xem trong video vị này tiểu tử tự hồ là ở mỗi sở đại học sân thể dục thượng biểu diễn, không biết ngươi hay không có hứng thú chuyển giáo đến biển sao tới. Ta có thể tự mình đảm nhiệm ngươi chỉ đạo lão sư. Giống ngươi như vậy có được cực cao âm nhạc thiên phú nhân tài, nếu là có thể đi vào biển sao tiếp thu càng cao trình độ âm nhạc dạy học cùng huấn luyện, mới có thể trợ giúp ngươi đi đến càng cao đỉnh. Lưu lão giáo thụ một đoạn này vây cổ động thái hồi phục bị cho hấp thụ ánh sáng sau, nhanh chóng lần nữa chiếm trước hạ một cái tân vây cổ học xuất đề tài. Lưu lão giáo thụ điểm danh thu đồ đệ cái này nhiệt điểm đề tài nháy mắt dẫn phát rồi sóng to gió lớn phía trước liền nói lưu lão giáo thụ tuy rằng ở phổ la đại chúng trong ấn tượng thanh danh không hiện chính là hắn ở quốc nội âm nhạc giới địa vị tuyệt đối là hết sức quan trọng đại nhân vật vây trên cổ điểm đặc biệt chú ý hắn âm nhạc giới nhân sĩ cũng không nên quá nhiều mà giờ này khắc này liền hắn đang xem xong video sau đều đối trần tử bình biểu đạt ra mãnh liệt thưởng thức chi ý đến tận đây toàn bộ âm nhạc giới rốt cuộc hoàn toàn bị này đoạn nhiệt điểm video kinh động đi lên vô số lúc trước không có nghe được tin tức cũng hoặc là nghe nói lại không có để ý tới âm nhạc vòng nhân sĩ. Lúc này tất cả đều nghe tin lập tức hành động chạy đến vây cổ, quan kháng khởi Trần Tử Bình kia hai đoạn video. Ở này đó người trong nghề trong mắt, Trần Tử Bình kia có thể nói đại sư cấp bậc diễn tấu trình độ, nháy mắt liền chinh phục bọn họ. Thực mau, chỉ đạn kia đoạn video bình luận khu bên trong, liền phản phất mang mọc sau mưa giống nhau, quát ra rất nhiều âm nhạc vòng chuyên nghiệp nhân sĩ bình luận hồi phục. Quả nhiên không hổ là liền lưu lão đều coi trọng tiểu tử, cái này đàn ta trình độ, ta là tự thấy không bằng. Trước kia có người cùng ta nói rồi, chơi âm nhạc là yêu cầu chú trọng thiên phú, lúc ấy ta còn chưa tin, chính là hiện tại ta lão trần phục. Ta lão lý cũng phục a, à, ta chơi dân giao, chơi rock and roll, ngoạn nhạc đội, trong tay một phen đàn guitar ít nói cũng luyện mười mấy hai mươi năm. Chính là liền này đầu chỉ đạn khúc trung biểu hiện ra tới rất nhiều chi tiết chỗ, ta cảm giác ta đều còn so bất quá cái này 18 tuổi xuất đầu tiểu tử. Tấm tắt, cách ngôn nói không sai, quả thật là trường gian sống sau đè sống trước. Chúng ta này đó lão gia hỏa nếu không phải sớm xuất đạo mấy năm, chỉ sợ liền xuất đầu cơ hội đều khó có a. À nhiều như vậy âm nhạc vòng chuyên nghiệp nhân sĩ mạo phao nhắn lại, còn đều là nhất trí khen ngợi. Tự nhiên lại lần nữa dẫn phát rồi vây cổ ngôi cao thượng động đất kinh động. Ngắn ngủn mấy cái giờ chi gian, chuyển phát có quan hệ Trần Tử Bình kia hai điều vây cổ đề tài nhân số liền cao tới mấy trăm vạn đợt người. Kẻ hèn một đoạn đàn guitar diễn tấu video đề tài, thế nhưng có thể đạt được nhiều như vậy chuyển phát lượng cùng hồi phục lượng. Tức khắc lại dẫn phát rồi càng nhiều người qua đường võng hữu chú ý cùng đọc. Có quan hệ với Trần Tử Bình hai đoạn video, ba cái đề tài, nháy mắt tất cả đều nhảy lên tới học xuất bản tiền 10 thậm chí ước chừng bá chiếm học xuất bản đệ nhất danh dài đến vài tiếng đồng hồ lâu. Nào đó không biết tên trong một góc, mỗi vị nguyên bản tính toán ngày mai phát ca rất èn rôn nam ca sĩ, khóc không ra nước mắt mà té xỉu ở trong VWC, ô ô, chẳng lẽ ta uông mổ người, đời này chú định cùng đầu đề vô duyên sao? Lưu lão giáo thụ điểm danh thưởng thức, lập tức liền dẫn phát rồi đông đảo âm nhạc vòng nhân sĩ cùng phong tán dương. Mà này đàn âm nhạc vòng nhân sĩ nhóm sở tạo thành lực ảnh hưởng, càng thêm là phóng xạ tới rồi vô số trẻ tuổi trên người bởi vì này đàn chuyên nghiệp nhân sĩ trung rất nhiều người đều là mổ sở âm nhạc trường học lão sư cũng hoặc là chuyên nghiệp độc lập âm nhạc người bọn họ mỗi người môn hạ đều có đại lượng học sinh đi theo học tập hiện tại liền bọn họ lão sư đều đối trần tử bình khen không dứt miệng này đàn học sinh há có không đi theo khích lệ đạo lý vị này nhan giá trị siêu soái tiểu ca ca rốt cuộc là nào sở âm nhạc trường học a ta tuy rằng không biết hắn phía trước rốt cuộc là nào sở âm nhạc trường học nhưng là ta có thể khẳng định quá không lâu lúc sau hắn hẳn là chính là biển sao âm nhạc học viện học sinh thật danh hâm mộ Biển sao âm nhạc học viện kia chính là cả nước số một số hai hảo học giáo A. Nhìn đến này đó tuổi trẻ âm nhạc sinh nhóm nhắn lại, đám kia ăn dưa ăn đến hứng khởi vây của người dùng nhóm có chút mơ hồ. Biển sao âm nhạc học viện tự hồ ngày thường cũng không như thế nào nghe nói qua A. Vì cái gì này đàn âm nhạc sinh nhóm mỗi người đều giống như thập phần hâm mộ bộ dáng. Đương nhìn đến này đàn ăn dưa quần chúng nhóm nghi vấn sau không ít âm nhạc sinh thực mau cũng làm ra hồi phục ở chỗ này cấp quản đại võng hữu phổ cập khoa học một chút thường thức biển sao học viện là quốc nội ưu tú nhất âm nhạc học viện chi nhất bên trong giáo thụ mỗi người đều là trong nghề đại già còn không tính, thậm chí ngay cả ở giáo học sinh cũng đều là tàn long ngọa hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi năm đều có không ít học sinh trực tiếp có thể đi quốc tế thượng, đi những cái đó thế giới cấp âm nhạc sẽ thượng biểu diễn. Nếu là cùng thi đại học danh giáo tương tự một chút nói, nó tuyệt đối xưng được với là âm nhạc ngành sản xuất thanh hoa bắc đại. Có chuyên nghiệp học sinh này một phen phổ cập khoa học sau, đông đảo các phỏng hữu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Theo sát sau đó phản ứng đầu tiên, chính là nhịn không được nói một câu ngưu. Ai đều không thể tưởng được, cái này ủy bộ học xuất thượng đột nhiên hỏa lên xoáy khí tiểu tử. Đàn guitar trình độ cư nhiên đã đạt tới có thể trực tiếp miễn thí cử đi học tiến vào thanh hoa bắc đại trình độ. Lập tức rất nhiều võng hữu liền lại bắt đầu tân một đợt nhắn lại. Phản phất thấy được tương lai quốc gia của ta một vị âm nhạc tân tinh từ từ dâng lên, chạy nhanh dọn trương tiểu băng ghế tiến đến hàng phía trước cầu cái chụp ảnh chung. Không thể tưởng tượng, chúng ta cư nhiên thông qua ủy bộ khai cuộc ra một vị tương lai âm nhạc gia. Tiểu tử, ngươi vẫn là chạy nhanh nghe lưu lão giáo thụ nói kiến nghị chuyển giáo đi. Giống ngươi như vậy âm nhạc thiên tài, chỉ có đi như vậy chuyên nghiệp học viện mới có thể có càng tốt phát triển. Đúng đúng đúng, trên lầu nói đúng, có ai nhận thức cái này tiểu ca ca, chạy nhanh khuyên hắn chuyển giáo đến biển sao a. Biển sao học viện vô số xinh đẹp học muội chờ hắn đã đến a. Ta, trên lầu. Người da đen dấu chấm hỏi mặt, dịp G. Toan toan. Đây là người tuy rằng còn chưa tới, nhưng là trong học viện vô số học tỷ học muội thư tình sớm đều đã viết khảo tiết tấu a. Đâu chỉ đạt được 4 năm ưu tiên tìm bạn đời quyền, nhân gia đây là còn không có cử đi học tiếng vườn trường cũng đã có ưu tiên quyền, Giá cao treo giải thưởng, có ai có thể lộ ra một ít về cái này tiểu ca ca tin tức tư liệu sao? Theo vô số tìm kiếm Trần Tử Bình tư liệu cùng lai lịch hồi phục xuất hiện. Rất nhiều bác quái đội paparazzi cùng ác cao marketing cũng bắt đầu vắt hết óc mà điều tra đi lên. Đầu tiên bị dò hỏi, chính là tuyên bố Trần Tử Bình này hai đoạn video cái kia vây của tài khoản. Tên kia Trần Tử Bình nữ đồng học khiếp sợ phát hiện, liền ở không đến nửa giờ thời gian, nàng vây của tin nhắn trương trực tiếp thu được thượng vạn điều tin nhắn nói chuyện phím. Dàn nhạc đối tác, Độc lập âm nhạc người, âm nhạc học viện, giải trí công ty, tự truyền thông công chúng hào, phóng viên tin tức. Đủ loại, muôn hình muôn vẻ người đều cho nàng phát tin nhắn, dò hỏi nàng cái này video quay chụp địa điểm cùng Trần Tử Bình thân phận. Tên này nữ đồng học nơi nào gặp qua như vậy trận trưởng a, cả người đều bị dọa choáng váng. Thậm chí di động của nàng đều bởi vì vây cổ quá nhiều tin nhắn tép mà trực tiếp hỏng mất chết máy. Nàng nhéo thân máy nóng lên đến phản phất nướng khoai giống nhau di động. Ngơ ngác nhìn chung quanh bạn cùng phòng, tất cả mọi người nhịn không được lộ ra khiếp sợ tới cực điểm biểu tình mà ở ngũ dương đại học vườn trường diễn đàn bên trong rất nhiều thức đêm tu tiên bọn học sinh cũng là thực mau liền chú ý tới internet vây cổ ngôi cao thượng lửa nóng tình huống đồng dạng là nghiêng trời lệch đất nhiệt nghị lên ai cũng chưa nghĩ đến nhà mình trong trường học cái này cao phú soái nam thần trần tử bình lần này là thật sự phát hỏa hơn nữa vẫn là nhất minh kinh nhân mà ở vây cổ cái này toàn võng đại ngôi cao thượng hỏa đi lên này thật có thể nói là lạc một sớm thành danh tứ hải biết thiên hạ thùy nhân bất thức quân theo vườn trường diễn đàn thiệp đại lượng tuyên bố spam đông đảo ngũ dương đại học học sinh sôi nổi cảm thấy có chung vinh dự trên mặt thập phần có quan lập tức sôi nổi chạy tới vây cổ ngôi cao thượng bằng hữu trong giới phát ra rất nhiều trần tử bình ngày thường ở vườn trường trung phố chụp ảnh nói ra các ngươi khả năng không tin các ngươi theo như lời đàn guitar nam thần thế nhưng là chúng ta ngũ dương đại học tân sinh hơn nữa nhân gia chuyên nghiệp cư nhiên còn không phải âm nhạc hệ mà là tài chính quản lý hệ xem này đó chính là chúng ta trường học trên diễn đàn nam thần ngày thường soái chiếu chương 193, ký túc xá đại phong ba này liên tiếp mới nhất tin tức tin nóng sau khi rời khỏi đây liền phản phất ở hỏa thượng lại rót một muỗng du giống nhau tức khắc lại dẫn phát rồi vô số võng hữu kinh ngạc cảm thán ta thiên đàn guitar trình độ lợi hại như vậy tự nhiên còn không phải chuyên môn học âm nhạc tài chính quản lý hệ học sinh trình độ thế nhưng so với ta cái này âm nhạc chuyên nghiệp sinh viên năm bốn còn ngưu so ta có phải hay không đã phế đi trên lầu thêm một ta đạn đàn guitar đều đã mau 10 năm giống nhau bị đã kích đến thương tích đầy mình cùng loại này đại lão so sánh với ta chỉ sợ liền cạn bã đều không thể xưng là chờ đến nồng đậm kinh ngạc cảm thán cảm xúc sau khi đi qua, rất nhiều bị Trần Tử Bình xoáy khí nhan giá trị hấp dẫn ở nữ fans cũng nhanh chóng thành lập nổi lên hậu viện hội cùng fans đàn. Các nàng tuy rằng đang ở ngũ hồ tứ hải, chính là tất cả đều bởi vì đối Trần Tử Bình tò mò mà tự phát mà tụ tập tới rồi cùng nhau. Các nàng nhanh chóng tổ kiến nổi lên vô số fans đàn, ngàn độ tai ba, đau bần đề tài tổ từ từ tụ tập địa. Sau đó mỗi khi từ trên mạng thu thập đến một ít về Trần Tử Bình tư liệu tin tức sau, các nàng liền sẽ lập tức ở này đó group chat chia sẻ ra tới. Bọn tỷ muội, nhanh lên tiếng đàn tiếng đàn tiếng đàn đàn hào ít 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 chúng ta thần tượng tên gọi là trần tử bình có quan hệ hắn mới nhất tư liệu đều ở đàn văn kiện mới nhất tin tức trần nam thần là ngũ dương đại học tài chính quản lý chuyên nghiệp học sinh trước mắt còn ở tuần tra hắn rốt cuộc là cái nào lớp có hay không cùng nhau tổ đội tỉ muội ngày mai chúng ta liền đi ngũ dương đại học thực địa ngưỡng mộ một chút vị này nam thần nghe nói nam thần tiểu ca ca hiện tại đúng là quân huống trong lúc chúng ta đến lúc đó khả năng đều không cần tìm được hắn lớp trực tiếp liền có thể ở sân thể dục thượng nhìn đến hắn Và thật vậy chăng? Khi cũng coi như ta một cái, nhà ta liền ở tại làng đại học phụ cận, ngày mai buổi sáng 7 giờ đúng giờ đến cổng trường tập hợp. Theo một đám về Trần Tử Bình tin tức tư liệu bị cùng giáo các bạn học trong lúc vô ý cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Trên mạng thực mau liền tụ tập rất nhiều đối Trần Tử Bình thập phần tò mò nữ fans toàn thể. Hơn nữa các nàng giữa rất nhiều liền ở Ngũ Dương thị bản địa nữ sinh, còn tự phát tổ chức nổi lên ngày mai thực địa thăm ban hành động. Trừ cái này ra, không ít video ngắn quay chụp giả, các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao võng hồng chủ bá cũng đều giống như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập giống nhau sôi nổi nghe tin lập tức hành động khởi hành chạy tới ngũ dương thị chỉ cần đối internet ngành sản xuất có điều hiểu biết người trong nghề mặc cho ai đều nhìn ra được tới cái này đột nhiên nhảy hồng tuổi trẻ soái ca giáo thảo trần tử bình tuyệt đối có đỏ tía hỏa bạo cả nước tiềm lực trước đó không lâu có cái mới vừa dẫn phát quá một đợt internet nhiệt triều biên cương tiểu tử đinh chính gần liền bởi vì ở một đoạn mấy chục giây video ngắn trung triển lãm ra thiên chân đơn thuần thanh triệt tự nhiên mỉm cười liền đưa tới như vậy nhiều lưu lượng chú ý. Mà lúc này vị này giáo thảo Trần Tử Bình cùng cái kia đinh chính vận đỏ trải qua cơ hồ là không có sai biệt. Huống hồ hắn không chỉ có người lớn lên so đinh chính càng xoái, lại còn có đặc biệt đa tài đa nghệ. Này nếu là khai cuộc một chút trên người hắn chuyện xưa, chẳng phải là có thể lăn xê ra vô số nhiệt điểm đề tài. Cái này xoái khí nam sinh, quả thực chính là rõ ràng lưu lượng bánh bông lan, rõ ràng đại tin tức a. Cái nào phóng viên hoặc là võng hồng chủ bá nếu có thể phỏng vấn một chút hắn, kia tuyệt đối có thể đi theo gà chó lên trời, mảnh cọ một đợt nhiệt độ trừ bỏ này đó nữ fans cùng võng hồng chủ bá bên ngoài rất nhiều giải trí công ty âm nhạc công ty cũng lập tức triều ngũ dương thị phái ra nhân viên chuẩn bị mời trần tử bình gia nhập bọn họ công ty lấy hiện tại trần tử bình này đang lúc nơi đầu sóng ngọn gió nhiệt độ thoáng đóng gói một chút tuyệt đối chính là tân một vị võng hồng đại minh tinh nói nữa chỉ bằng trần tử bình kia một tay liền âm nhạc vòng lão giáo thụ đều khen không dứt miệng đàn guitar trình độ nếu là có thể đem hắn ký hợp đồng đến chính mình công ty kỳ hạ tuyệt đối cũng là có trăm lợi mà không một làm hại chuyện tốt vì thế ở Trần Tử Bình bản nhân hoàn toàn đều không hiểu rõ dưới tình huống. Vô số lòng mang các loại ý tưởng ý niệm người xa lạ, đều suốt đêm bôn ngủ Dương Thị, bôn hắn vội vàng chạy đến. Bởi vì không có máy tính hơn nữa không chơi vây cổ duyên cớ. Trần Tử Bình ở cùng thương học tỷ dạo xong vườn trường phong cảnh sau, trực tiếp liền về tới ký túc xá rửa mặt nghỉ ngơi. Đối với hắn ngủ say sau internet thượng phát sinh này một loạt thay đổi bất ngờ, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Mãi cho đến ngày hôm sau đại buổi sáng, một trận dùng dập kịch liệt tiếng đập cửa vang lên mới thôi. Phanh phanh phanh, mở cửa mau mở cửa đã xảy ra chuyện trần tử bình là ở tại này gian sáu trăm linh một trong ký túc xá mặt phải không mau mở mở cửa a ký túc xá ngoài cửa gõ cửa học sinh hiển nhiên không ngừng một người hai người trong lúc nhất thời kia kêu gọi kêu la tiếng vang nhưng miễn bàn có bao nhiêu xảo liền ngủ ở cửa bên cạnh lưu tráng là cái thứ nhất bị đánh thức trần tử bình cũng theo sát sau đó mà ngồi dậy tới đầy mặt nghi hoặc mà hướng cửa phương hướng nhìn qua đi đại tráng ca bên ngoài đám kia người ồn ào nhốn nháo là ở gõ chúng ta môn sao không đợi lưu Tráng trả lời đâu trần tử bình đối giường vương tân một cũng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy tới hình như là ở kêu chúng ta sáu trăm linh một ký túc xá đâu hơn nữa giống như còn hô trần ca tên liền ở vương tân một tiếng nói vừa ra đâu ngoài cửa lập tức liền truyền đến kêu trần tử bình tên kêu gọi thanh trần tử bình mau mở cửa a kêu trần ca trần ca các huynh đệ đều là tới tìm ngươi mau tỉnh lại a nghiêng lỗ tai nghe bên ngoài động tỉnh lưu tráng vừa nghe lời này tức khắc sợ tới mức không có buồn ngủ chạy nhanh bò lên thân xuyên thượng dép lê thuận tay còn đem cửa bên cạnh cái chổi bắt được trong tay. Hắn một bên làm ra tiểu tâm đề phòng tư thế, một bên đầy mặt mê mang mà quay đầu lại triều Trần Tử Bình nhìn lại. Tử Bình đây là sao hồi sự, ngươi ở trong trường học đắc tội người nào sao? Vương Tân vừa thấy đến lưu tráng này phút phản phất có kẻ thù tìm tới cửa cảnh giác bộ dáng, cũng lập tức phản ứng lại đây. Chính mình 600 linh một ký túc xá cửa chẳng lẽ là bị một đám hư học sinh cấp đổ hồi tưởng khởi mấy ngày hôm trước trên diễn đàn không ít nam sinh đối trần tử bình các loại bôi đen trào phúng sự tình vương tân một chút ý thức liền tưởng đám kia lúc ấy ném thể diện nam sinh tìm tới môn tới tìm ra vương tân một lập tức không nói hai lời trực tiếp tạch một chút liền từ cái giá trên giường xoay người nhảy xuống tới ba bước cũng làm hai bước vọt vào phòng vệ sinh theo sau giơ một cây cây lau nhà côn liền một lần nữa vọt ra trần ca ngươi yên tâm chúng ta mấy cái huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu bọn họ nếu là dám can đảm đến tìm ngươi phiền toái chúng ta liền cùng nhau hung hăng giáo húng bọn họ một đốn Vương Tân vẫn luôn tiếp giống như cận vệ giống nhau, xoát một chút liền đứng ở Trần Tử Bình bên cạnh phía trước, chắn hắn cùng cửa chi gian. Lưu Tráng ỷ vào chính mình dáng người tương đối cao lớn cường tráng, trạm vị thậm chí sau Vương Tân một còn muốn dựa trước một ít, cắt cao mà thủ vệ vừa vào cửa nơi đó. Nhìn thấy Vương Tân một Lưu Tráng này hai cái bạn cùng phòng động tác, ngủ ở tới gần cửa một thác sườn cái giá trên giường Lý Dục Dương cũng đồng dạng khẩn trương không thôi mà nhảy xuống mặt đất. Chính là hắn đang nghe thấy ký túc xá ngoài cửa càng thêm ầm ĩ tiếng gào, cùng với còn đang không ngừng tăng nhiều chạy tới bước chân lẹp xẹp thanh âm sau, sắc mặt tức khắc bị dọa đến có chút phát thanh lên. A da, ta đột nhiên có chút bụng đau, trước đi về đúc xe trước. Chỉ thấy hắn một đôi mắt hạt châu quay tròn vừa chuyển, chạy nhanh tìm cái lấy cớ ôm bụng liền nhảy vào phòng vệ sinh. Theo sau không đợi Trần Tử Bình ba người phản ứng lại đây đâu, hắn không nói hai lời liền trực tiếp đem về đúc xe môn cấp khóa trái thượng. Lý Dục Dương ngươi cái tôn tử, ngươi cấp lão tử ra tới. Phương Tân vừa nhìn thấy Lý Dục Dương này liên tiếp động tác, cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây hắn chân chính dụng ý này lý dục dương rõ ràng là nhìn đến tai vạ đến nơi trong lòng sợ chết chạy nhanh trước trốn đến trong vê đúc xe đầu đi chương 194, nhiệt độ quá phát hỏa hiện giờ ký túc xá bên ngoài trên hành lang truyền đến tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn rõ ràng bên ngoài tụ tập lên nhân số đã so lúc trước ngay từ đầu khi còn muốn nhiều ký túc xá kia phiến hơi mỏng cửa sắt càng là bị bên ngoài người cấp đẩy đến vẫn luôn bang bang rung động nếu không phải trong ký túc xá đầu mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước đều sẽ thói quen tính mà khóa trái một chút nói không chừng bên ngoài đám kia tí đồ đến không rõ, hư học sinh đã sớm đã vọt vào tới. Tuy là như thế, chỉ dựa vào này phiến cửa sắt cũng không có khả năng chống đỡ được bên ngoài người bao lâu. Này nếu là đám kia người thật là muốn tới tìm Trần Tử Bình phiền toái, chuẩn bị muốn tấu Trần Tử Bình một đốn nói. Chỉnh gian trong ký túc xá đầu còn có thể kéo dài một chút thời gian địa phương, cũng chỉ dư lại này gian phòng vệ sinh. Nếu là thật sự tình huống nguy cấp nói, Lưu Tráng cùng Vương Tân một nguyên bản là tính toán làm Trần Tử Bình trốn đến trong Xe đầu đi. Như vậy mới có thể lại kiên trì nhiều một hồi, dài đến giáo phương khẩn cấp phái người tới xử lý. Nhưng không nghĩ tới chính là, nhắc như chuột lý dục dương cư nhiên bởi vì sợ hãi bị lan đến. Trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, đem về đúc xe cái này an toàn phòng cấp chiếm trước. Hiện giờ Trần Tử Bình là trước sau hai đầu đều bị lấp kín, chỉ có thể vây ở này không có cái thứ hai xuất khẩu trong ký túc xá, vô pháp đào thoát. Người cái hỗn đảng là chuẩn bị đem Trần ca cấp hại chết sao? Nhanh lên lăn ra đây a. À. Vương Tân một bị Lý Dục Dương khí đến liền cái trán gân xanh đều xông ra, hắn đem trong tay cầm cây lau nhà gậy gộc triều trên mặt đất đột nhiên một trụ hùng hổ mà liền chuẩn bị tiến lên đau mắng một đống lý dục dương thời khắc mấu chốt vẫn là trần tử bình nhất trầm ổn một phen kéo lấy vương tân một bả vai tính tân một phu thê vốn là chim cùng rừng tai vạ đến nơi từng người phi hắn cùng ta lại không thân không thích gặp được loại chuyện này sợ hãi trốn đi cũng là bình thường không cần trách hắn triệu vương tân lay động lắc đầu sau trần tử bình lại tiếp tục trầm giọng nói nói nữa hiện tại bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm, vạn nhất bọn họ cũng không phải tới tìm ta phiền toái đâu. Sao có thể A Trần ca? Vương Tân Mục tuy rằng bị Trần Tử Bình khuyên xuống dưới, không có lại tưởng phóng đi về đúc xê tức giận mắng Lý Dục Dương, chính là trên mặt thần sắc lại vẫn cứ tràn đầy nôn nóng. Ngươi nhìn xem hiện tại mới vài giờ A, buổi sáng 6 giờ đồng hồ đều còn chưa tới đâu. Hơn nữa bọn họ vẫn là chỉ tên nói họ tới tìm chúng ta 600 linh một ký túc xá, kêu Trần ca tên của ngươi tới tìm người này nếu không phải có người tới tìm phiền toái nói dựa vào cái gì sẽ nháo ra như vậy đại phong ba tranh giữ ở cửa gần nhất địa phương lưu tráng nghe được vương tân một kích động không thôi đáp lời cũng đồng dạng liên tiếp gật đầu tán đồng nói đúng vậy tử bình ta nhớ rõ ngươi không phải nhận thức giáo lãnh đạo sao ngươi chạy nhanh gọi điện thoại đem tình huống nơi này cùng giáo lãnh đạo nói một chút làm hắn chạy nhanh phái trường học bảo an tới giải vây a nghe được hai cái hảo huynh để chân thành thực lòng quan tâm trần tử bình nhưng thật ra như cũ trấn định tự nhiên tư duy vẫn duy trì cực độ bình tĩnh các ngươi trước không cần quá khẩn trương, ta nghe bên ngoài đám kia người kêu gọi, tự hồ cũng không như là tới nháo sự. Nếu bằng không liền dựa chúng ta ký túc xá này phiến mỏng cửa sắt, bọn họ tùy tiện một người đá một chân sớm đều đá văng. Trần Tử Bình bình tĩnh mà phân tích một chút tình huống sau, ngẩng đầu hướng ngoài cửa phương hướng liếc mắt một cái, chậm rãi nói: "Như vậy đi, Luca, ngươi đem cửa mở ra, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Nghe được Trần Tử Bình lời nói, Lưu Tráng cùng Vương Tân một hai người tất cả đều đương trường trợn tròn mắt này bên ngoài ô ô mênh mông mà như vậy nhiều người ở kêu la trần tử bình ở không biết cụ thể tình huống bối cảnh hạ không né lên còn chưa tính tự nhiên còn muốn chủ động mở cửa đi ra ngoài này này nói khó nghe điểm chẳng phải là ở tìm chết sao tử bình nghe ta một câu khuyên quân tử không lập với nguy tường dưới này này quá nguy hiểm a à? nắm lấy khóa cửa lưu tráng quay đầu lại còn tưởng lại khuyên bảo trần tử bình một câu nhưng là trần tử bình ý vào chính mình thân thể tố chất cường với người bình thường rất nhiều lần lúc này trong lòng tự tin có thể nói là không cần quá đủ đừng nói bên ngoài đám kia người còn không xác định rốt cuộc có phải hay không muốn tới tìm chính mình phiền toái đâu liền tính là chính mình cũng không sợ hãi bọn họ có chút thời điểm người nhiều cũng không đại biểu cho là có thể thủ thắng trần tử bình rõ ràng mà biết chính mình hiện tại một tay đều đã có thể nhắc tới hai ba trăm cân đồ vật luận khởi đánh nhau nói chính mình cũng thật không sợ ai nhưng tuy rằng trần tử bình lá gan là đủ lưu tráng vương tân một hai người không được a à. bọn họ tự giác không thể trơ mắt mà nhìn trần tử bình rối rắm nha vì thế bọn họ lắc lắc đầu chết sống chính là không chịu mở cửa vì phòng ngừa trần tử bình chính mình mở cửa hai người càng là tiến lên một bước chặn trần tử bình bảo vệ khóa cửa vị trí liền ở lưu tráng vương tân một hai người không chịu mở cửa lúc này ngoài cửa mới nhất tiếng gọi ầm ĩ lại truyền vào được uy trần ca còn chưa ngủ tỉnh sao đừng ngủ tiếp rời giường trần ca ngươi nổi danh ngươi phát hỏa a thượng một giây còn chặt chẽ bắt lấy then cửa tay không chịu tránh ra lưu tráng hai người nghe vậy tức khắc chính là biểu tình sửng sốt trần tử bình triều bọn họ hai người buông tay vô ngữ mà nói. Nhìn một cái, ta vừa rồi nói được không sai đi, bên ngoài đám kia người không phải tới nháo sự. Đem cửa mở ra đi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là sao hồi sự. Nói xong lúc sau, Trần Tử Bình nhẹ nhàng tránh ra bọn họ hai người, một phen liền vặn mở cửa bắt tay. Theo cửa sắt chậm rãi kéo ra, sáng sớm để nhất lũ sơ thăng ánh rạng đông cũng mang theo lượng kim sắc quang mang, chiếu xạ ở Trần Tử Bình kia trương xoái khí khuôn mặt thượng. Giây tiếp theo, ngoài cửa trên hành lang kia trạm đến rậm rạp học sinh cũng ánh vào Trần Tử Bình mi mắt, bọn họ giữa tuyệt đại đa số người trong tay đều còn cầm lớn lớn bé bé di động hướng tới trần tử bình không ngừng quay chụp Hoắc. thình lình mà nhìn đến ngoài cửa như vậy nhiều camera nhắm ngay chính mình điên cùng chụp ảnh ghi hình trần tử bình tức khắc bị hoảng sợ chờ đến thấy rõ ràng này đó di động sau lưng đều là một đám ăn mặc áo ngụy trang tân sinh thân ảnh sau trần tử bình lúc này mới hơi yên lòng đi lên một bước triều bọn họ nói các ngươi như vậy nhiều người sáng sớm chạy đến chúng ta ký túc xá cửa tới ồn ào nhốn nháo làm gì đâu còn có a à, các ngươi này một đám trường thương đoản pháo làm đến giống như paparazzi phóng viên giống nhau mở ra đèn flash chụp ta, đều là suy nghĩ cái gì đâu. Nghe được Trần Tử Bình hỏi chuyện, chung quanh đám kia bọn học sinh đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngay sau đó mấy cái hàng phía trước dẫn đầu nam sinh một bên dơ di động triều Trần Tử Bình lục video, một bên ra tiếng trả lời nói. Như thế nào? Trần ca chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngươi hiện tại ở Internet các đại ngôi cao thượng, đã là cái mới nhất hỏa lên lưu lượng võng hồng. Mặc kệ là vây cổ vẫn là tai ba, mặc kệ là đầu âm vẫn là chậm tay, hiện tại nơi nơi đều ở truyền ngươi ngày hôm qua quân huấn khi biểu diễn tài nghệ video. Trần Tử Bình nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới rốt cuộc hiểu được. Phỏng chừng không biết là cái nào học sinh đem chính mình ngày hôm qua biểu diễn video phát tới rồi internet thường. Kết quả chính mình cứ như vậy ngoài ý muốn vận đỏ. Trần Tử Bình lúc này còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn cho rằng chính mình ngày hôm qua biểu diễn chỉ là giống cái bình thường nhiệt điểm video ngắn như vậy, hơi chút ở mấy cái ngôi cao thượng hỏa đi lên một ít thôi. Rốt cuộc mỗi năm quân huấn quý đều có như vậy tài nghệ biểu diễn trên video video ngắn ngôi cao, chính hắn cũng đều soát đến quá không ít. Vì thế Trần Tử Bình có chút vô ngữ mà đẩy ra thấu đến nhất tới gần kia mấy cái nam sinh di động, ngoài miệng hoảng thanh nói. Bất quá chính là một hai đoạn video ngắn truyền phát tin lượng cùng điểm tán cao một ít mà thôi, các ngươi không đến mức khoa trương như vậy chứ. Ai ai ai, anh em ngươi này di động đều cơ hồ dỗi đến ta trên mặt tới, ngươi chụp ảnh cũng không phải như vậy cái chụp pháp đi. Chương 195, cùng nhiệt fans đại trận trường thấy chính mình di động bị Trần Tử Bình đẩy ra, cái kia nam sinh như cũ là bám riết không tha mà tiếp tục điều chỉnh tốt góc độ cùng tiêu cự, còn tại không ngừng vỗ Trần Tử Bình ảnh chụp. Trần ca, ta xem như xem minh bạch, ngươi hẳn là còn hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì đi. Bên cạnh một cái tương đối tự quen thuộc nam sinh nhìn thấy Trần Tử Bình lúc này này phó hoàn toàn không biết gì cả thần thái, hảo tâm cho hắn giải thích lên. Ngày hôm qua ngươi kia đoạn đàn guitar chỉ đạn video bị truyền tới trên mạng sau, liền âm nhạc giới một vị đức cao vọng trọng lưu lão giáo thụ đều tự mình vì ngươi điểm tán, còn chủ động mời ngươi gia nhập bọn họ biển sao âm nhạc học viện a à. còn có việc này trần tử bình nghe vậy kinh hô một tiếng rốt cuộc cảm thấy ra ngoài ngoài ý muốn cái nào lưu lão giáo thụ ngươi mở ra tới cấp ta nhìn xem cái kia tự quen thuộc nam sinh cũng lập tức điều ra vây cổ giao diện triển lãm cho trần tử bình xem nhà chính là vị này lưu âm từ lưu lão giáo thụ ta cố ý đi ngàn độ bách khoa thượng ra quá hắn tư liệu vị này cũng thật chính là âm nhạc trong giới cấp quan trọng đại nhân vật a trần tử bình tiếp nhận di động ánh mắt lập tức đã bị chính mình kia đoạn đàn guitar chỉ đạn video bình luận khu nhắn lại cấp hấp dẫn ở. Chỉ thấy đến trong đó điểm tán số lượng tối cao một cái bình luận hồi phục. Thình lình đó là vị này lưu lão giáo thụ triều chính mình tung ra nhập học cành ô liu lời nói. Đương xem xong lưu lão giáo thụ đối chính mình lời bình, cùng với cuối cùng mời chính mình gia nhập hắn sở dạy học biển sao âm nhạc học viện sau Tuy là Trần Tử Bình lòng dạ lòng dạ trầm ổn hơn người, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Biển sao âm nhạc học viện. Mỗi một cái âm nhạc ngành sản xuất người đều rõ ràng mà biết cái này trong học viện học sinh ra tới lúc sau cơ hội tất cả đều là trong nghề trụ cột vững vàng tồn tại mà như vậy một cái có thể so với âm nhạc vòng thanh hoa bắc đại học viện lão giáo thụ vẫn là vinh dự viện trưởng cấp bậc lão giáo thụ thế nhưng chủ động mở miệng mời chính mình chuyển trường gia nhập bọn họ học viện này quả thực chính là cho chính mình thiên đại mặt mũi a cách không được cái này bình luận phía dưới đưa tới vô số âm nhạc vòng nhân sĩ điển tán cùng hồi phục liền loại chuyện này bản thân đều tuyệt đối là âm nhạc trong giới cực kỳ hiếm thấy tình huống liền ở trần tử bình cảm thấy thập phần kinh ngạc lúc này trước mặt hắn kia mấy cái nam sinh đột nhiên bởi vì ngại chụp ảnh ánh sáng không quá thích hợp thế nhưng liền camera đèn flash đều mở ra tới chỉ nghe được xoảng một thanh âm vang lên thanh trần tử bình đôi mắt đều bị bất thình lình loang loáng cấp kích thích một chút bên cạnh vương tân vừa thấy trạng tức khắc có chút khó chịu đi lên lập tức đứng ra thế trần tử bình bên vực kẻ yếu lên Ui ui ui! các ngươi này nhóm người sao lại thế này a à? một đám thấu như vậy gần chụp ảnh còn chưa tính này như thế nào còn lấy đèn flash lóe trần ca đôi mắt đâu phía trước cái kia tự quen thuộc nam sinh nghe vậy chạy nhanh dùng thân thể đẩy ra cái kia khai đèn flash chụp ảnh người gầy tràn đầy xin lỗi mà chắp tay xin lỗi nói ngượng ngùng ngượng ngùng a trần ca kỳ thật nói đến cũng không sợ ngươi chê cười hiện tại trần ca ngươi ảnh chụp ở rất nhiều group chat bên trong thậm chí có thể bán tiền thật nhiều ngươi nữ fans đều ở thu ngươi một tay thật chụp ảnh đại gia hỏa nếu là đánh ra mấy trương trần ca ngươi xoái chiếu còn có thể đổi điểm tiền tiêu vặt hoa hoa trần tử bình nghe vậy trên tráng tức khắc hiện lên ba đạo hắc tuyến vì thời điểm ta một trương ảnh chụp cư nhiên đều còn có thể đổi tiền còn có loại sự tình này. Nghe được Trần Tử Bình truy vấn, tự quen thuộc nam sinh liên tục gật đầu. Đúng vậy Trần ca, ngươi không thấy được bình luận khu phía dưới càng nhiều hồi phục sao? Ngươi kia vài đoạn hot sức đề tài tuy rằng là đêm qua mới thượng bản đơn, chính là cho tới hôm nay buổi sáng mới thôi, theo ta được biết nói, đều đã có vài cái 2.000 người group chat thêm mãn người. Ngươi ngẫm lại xem, nhiều như vậy fans, bên trong xuất hiện một đám bức thiết muốn hiểu biết về ngươi tin tức bạch phú Mỹ đàn viên, này không phải thực bình thường sao? Trần Tử Bình nghe vậy hướng bình luận khu phía dưới vừa lật trang, lúc này mới rốt cuộc bắt đầu thấy được kia che trời lấp đất truy phủng nhắn lại. Số lượng không ít có tiền nữ fans thậm chí trực tiếp ở vây cổ nhắn lại tác muốn cao thanh ảnh chụp cùng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Này! Như thế nào đem ta làm đến cùng hải tặc vương huyền thưởng lệnh không sai biệt lắm. Trần Tử Bình vô ngữ mà đem điện thoại để trở về, trong lòng yên lặng mà nghĩ. Trên đời này cư nhiên còn có loại này chụp ảnh là có thể đổi tiền chuyện tốt. Ta đây đóng cửa lại tự chụp hắn cái mấy trăm trương chẳng phải là muốn phát đại tài. Có lẽ là cảm giác được Trần Tử Bình biểu tình tự hồ có chút không quá thích hợp cái này nam sinh bày ra một bộ nịnh nọt tươi cười cười ha hả mà thấu đi lên triều trần tử bình liên tục gật đầu nói trần ca ngươi xuất thân bất phàm gia thế hiển hách điểm này lông gà nhỏ vụn tiền trên ngươi có thể là sẽ không như thế nào để ý nhưng đối với chúng ta này đàn nghèo gần đây nói đại gia hỏa lần này đã có thể nhờ ngài phúc có thể tiểu kiếm thượng mấy ngày tiền cơm nghe thấy cái này nam sinh lời nói trần tử bình xấu hổ mà cười cười cũng ngượng ngùng nói phản hồi ký túc xá chính mình chụp ảnh cầm đi đổi tiền sự tình bất quá cũng may này đàn nam sinh cũng đều hiểu chuyện lập tức triều trần tử bình biểu nổi lên trung tâm trần ca ngươi yên tâm các huynh đệ khẳng định sẽ nhớ rõ ngươi này phân tình nghĩa về sau nếu là có cái nào miệng xú gia hỏa còn dám vu tội ngươi nói chúng ta đại gia hỏa khẳng định cái thứ nhất đứng ra giúp ngươi căn bãi chung quanh đám kia chụp ảnh nam sinh cũng sôi nổi phụ họa đáp đúng vậy trần ca đợi lát nữa ngươi lại cho ta ký cái tên bái cảm tạ trần ca có thể cùng ta tới chụp ảnh chung một chương ký tên chiếu sao trong lúc nhất thời trên hành lang ước chừng mấy chục cái học sinh tất cả đều hưng phấn kích động lên. Sôi nổi không ngừng muốn may giơ lên cao cánh tay, muốn cùng Trần Tử Bình cùng nhau chụp ảnh chung ký tên. Thấy như vậy một màn, Trần Tử Bình trong lòng cũng thoải mái vài phần. Kẻ hàng một bút còn không biết đến không đến được chính mình tay mua ảnh chụp tiền. Có thể đổi về nhiều như vậy học sinh đối chính mình tôn kính cùng ngưỡng mộ, cho chính mình gia tăng rồi như vậy nhiều nhân duyên, cũng coi như là phi thường đáng giá. Bất quá cũng liền ở Trần Tử Bình cùng này đang đổ ở trên hành lang các nam sinh nói chuyện phím đồng thời này đóng nam sinh ký túc xá dưới chân trên đất trống, không biết khi nào bắt đầu cư nhiên cũng tụ tập khởi rộn ràng nhốn nháo đám người, cũng không biết là ai được đến tin tức, đột nhiên cao giọng hô một câu Trần Tử Bình ra ký túc xá, nháy mắt hiện trường trường hợp liền phản phất chảo dầu nổ tung nồi dường như trở nên quần chúng tình cảm ồn ào lên, tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. Trần Tử Bình, Trần Tử Bình, nam thần, nam thần ngươi ở nơi nào a? À? Nam thần không cần chuyển giáo, đừng rời khỏi chúng ta đủ loại tiếng la phản phất hồng thủy tìm được rồi tiết hồng miệng cống giống nhau xôn xao mà liền bắt đầu cải vả đi lên đang ở lầu sáu phía trên trần tử bình chẳng sợ khoảng cách mặt đất cước chừng có mười mấy hai mươi mét độ cao đều chú ý tới lâu phía dưới truyền đi lên từng trận ồn ào náo động ồn ào tiếng vang trần tử bình ngay từ đầu còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính đâu hắn nghe được dưới lầu ồn ào nhốn nháo liền theo bản năng mà đi đến rào chắn bên cạnh thăm dò triều dưới lầu nhìn thoáng qua không nghĩ tới chính là này liếc mắt một cái nháo ra sự tới a à. các ngươi mau xem trên lầu cái kia thăm dò có phải hay không chính là Trần Tử Bình phía trước kia thanh hô lớn thanh qua đi số lượng đông đảo bọn học sinh đã sớm đã đem chú ý ánh mắt đầu hướng ký túc xá thượng Trần Tử Bình kia soái khí khuôn mặt tuy rằng gần chỉ là thăm dò ra tới nhìn vài giây nhưng là như cũ bị sớm có chuẩn bị các nàng cấp bắt giữ tới rồi nam thần thật sự ra ký túc xá mau mau chụp ảnh khoa sáng tinh mơ là có thể nhìn đến nam thần cảm giác hôm nay một ngày vận khí đều phải hảo đi lên đâu thần tượng xuống lầu đi cho chúng ta tới một đoạn hiện trường biểu diễn có thể chứ? Biểu diễn. Biểu diễn. Nam thần cho chúng ta đại gia biểu diễn một chút tài nghệ đi. Nghe được lâu dưới chân kia đột nhiên đột nhiên trở nên sơn hô hải khiếu tiếng ồn ào vang, Trần Tử Bình tức khắc đã bị hoảng sợ. Phía trước chính mình ở trong trường học tuy rằng nhiệt độ vẫn luôn không thấp, chính là cũng còn không đến mức cuồng nhiệt đến loại trình độ này đi. Hiện tại dưới lầu loại này nhiệt tình hoang hô trận trường. Làm đến quả thực liền cùng những cái đó đại minh tinh ở sân bay bị các phan tiếp cơ khi cảnh tượng không sai biệt lắm a. À chính mình một cái còn ở quân huấn sinh viên năm nhất có tài đức gì có thể đã chịu toàn giáo như vậy nhiều bọn học sinh như vậy đối đãi trần tử bình rất là khó hiểu mà quay đầu lại nhìn phía chính mình hai cái bạn cùng phòng mê hoặc không thôi mà duỗi tay hư chỉ chỉ dưới lầu phương hướng các huynh đệ này rốt cuộc là chuyện như thế nào a à? như thế nào ta bất quá chính là ngủ cái giác công phu cảm giác toàn thế giới đều gạt ta đem ta biến thành đại minh tinh liền ở trần tử bình vừa dứt lời cầm di động không ngừng xem mới nhất tin tức vương tân một không tùy vào đầy mặt khiếp sợ mà ngẩng đầu triều trần tử bình nột nột đáp lại nói trần ca Khả năng. Khả năng ta đã tìm được nguyên nhân. Chúng ta trường học vườn trường diễn đàn, có người làm cái đầu phiếu gián, làm toàn thể học sinh đầu phiếu, suy đoán ngươi rốt cuộc có thể hay không chuyển giáo đến biển sao âm nhạc học viện. Chương 196, Bình ổn phong ba. Vương Tân một tràng đầy kinh ngạc mà nói ra mới nhất tình huống. Hơn nữa dựa theo trước mắt đầu phiếu tình huống tới xem, có vượt qua 80% đồng học đều cho rằng ngươi sẽ lựa chọn chuyển giáo. Nghe được Vương Tân một lời nói, Trần Tử Bình cũng rốt cuộc hiểu được. Cách không được này đàn bọn học sinh biểu hiện đến như vậy hưng phấn kích động đâu? Nguyên lai like ở bọn họ trong mắt xem ra, chính mình đây là chuẩn bị muốn bắt đầu bước lên âm nhạc gia hoặc là đại minh tinh phát triển con đường. Này nếu là thật sự đi biển sao âm nhạc học viện, nói không chừng đều không dùng được 4 năm thời gian. Bọn họ về sau cũng chỉ có ở tivi màn hình cùng tin tức tin tức thượng mới có thể nhìn đến Trần Tử Bình. Nguyên bản cùng ngươi cùng giáo cùng năm cấp thậm chí cùng lớp học sinh, đột nhiên muốn biến thành đại minh tinh. Là cái người bình thường khẳng định đều sẽ cảm giác rất là mới lạ, cố ý chạy tới nhìn xem náo nhiệt này nếu là không nắm lấy cơ hội muốn cái ký tên chụp ảnh chung linh tinh phỏng chừng đời này đều rất khó lại có cơ hội chạm mặt có lẽ là thấy được trần tử bình lộ diện duyên cớ cùng đóng lâu mặt khác tầng lầu rất nhiều học sinh cũng đều nghe tin lập tức hành động sôi nổi tới rồi cúng bái một chút lúc này giáo nội nhất lửa nóng tiêu điểm nhân vật phong thái hành lang hai đầu tới gần thang lầu phương hướng bắt đầu toát ra càng ngày càng nhiều học sinh thân ảnh một đám tất cả đều điểm cao chân duỗi dài cổ hướng tới sáu trăm linh một ký túc xá cửa bên này không ngừng nhìn xung quanh trần tử bình nhìn đến người này đầu chen chút cảnh tượng lại nghe được lâu dưới chân kêu cái không ngừng tiếng ồn ào, trong lòng cũng có chút hết chỗ nói rồi. Hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được, ngày hôm qua kia một hồi ngẫu hứng biểu diễn, thế nhưng vẫn phát rồi lớn như vậy phong ba. Này nếu là còn như vậy bị đổ đi xuống nói, phỏng chừng chính mình hôm nay đừng nói tham gia quân huấn, khả năng liền ký túc xá này lâu đều không thể đi xuống. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải thuận tay từ bên cạnh một cái nam sinh trong tay lấy quá từng cuốn tử. Cuốn thành dạng ống tiến đến bên miệng thượng sau, hướng tới dưới lầu lớn tiếng hô lên. Các vị đồng học, ta là Trần Tử Bình thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh không cần la to ảnh hưởng đến mặt khác các bạn học trần tử bình nhìn lâu phía dưới bọn học sinh tụ tập đến càng ngày càng nhiều trong lòng cũng có chút lo lắng không thôi bởi vậy hắn kêu gọi âm lượng cũng có vẻ trung khí mười phần đinh tai nhức óc bị trần tử bình như vậy hô to vài câu sau dưới lầu đám kia cảm xúc tăng vọt bọn học sinh cũng rốt cuộc thoáng bình tĩnh một chút phía trước vẫn luôn kêu cái không ngừng hỗn độn tiếng hô cũng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới trần tử bình thấy chính mình kêu gọi có hiệu quả cũng lập tức tiếp theo tiếp tục hô gần nhất trên mạng truyền rất nhiều tin tức cùng tin tức kỳ thật đều không phải thật sự đại gia ngàn vạn không cần tin tưởng ta trần tử bình nếu ghi danh ngũ dương đại học liền khẳng định sẽ không dễ dàng chuyển giáo ta kỳ thật cùng đại gia giống nhau đều là ngũ dương đại học thực bình thường một phần tử thôi ta lại không có trưởng thành ba đầu sáu tay không có gì hảo hiếm lạ hảo vây xem địa phương đại gia không cần lại hướng này lầu trên lầu dưới tụ tập vạn nhất phát sinh dẫm đạp ngoài ý muốn nói đã có thể ra vấn đề lớn nghe được trần tử bình kêu gọi Lâu phía dưới đám kia bọn học sinh cũng thấy được thăm dò ra tới Trần Tử Bình, trên mặt biểu tình tuy rằng còn có vẻ rất là kích động, nhưng chung quy không có vừa rồi ngay từ đầu khi như vậy cùng nhiệt. Cũng liền ở ngay lúc này, nơi xa cũng chạy đến bên mông cùng cuộn ước chừng mười mấy ăn mặc màu đen chế phục thân ảnh. Đúng là đã chịu tin tức sau, khẩn cấp tới rồi trường học đội bảo an. Các vị đồng học, thỉnh mau rời khỏi, không cần ở ký túc xá hạ thời gian dài lưu lại. Cầm đầu cái kia trung niên đội trưởng đội bảo an tay cầm loa, hướng tới chung quanh học sinh đám người lớn tiếng cảnh cáo kêu gọi giáo phương nghiêm cấm vô cớ đại lượng đám người tụ tập nếu là không nghe cảnh cáo tiếp tục tự tiện lưu lại người giáo phương hết thảy sẽ nghiêm túc xử lý hắn phía sau kia một cả đội các nhân viên an ninh cũng sôi nổi tản ra dọc theo trần tử bình nơi thứ sáu đóng ký túc xá cổng lớn bắt đầu sơ tán nổi lên chen chút đám người không thể không nói ăn mặc thẳng chế phục các nhân viên an ninh đe dọa lực vẫn là thực đủ càng đừng nói kinh nghiệm lão đạo đội trưởng đội bảo an càng là đem giáo kỹ xử phạt cái này đại sát khí đều cấp dọn ra tới chung quanh đám kia học sinh kỳ thật phần lớn đều là nghe nói các bạn cùng phòng tin nóng cùng cổ động sao, kiềm chế không được trong lòng tò mò, mới có thể cố ý tụ tập đến ký túc xá phía dưới tới xem náo nhiệt. Hiện giờ nghe nói xem cái náo nhiệt cư nhiên đều phải bị trường học xử phạt, kia tự nhiên là sôi nổi bỏ trốn mất dạng tránh còn không kịp lạc. Thực mau, dưới lầu phía trước kia tụ tập sợ là có hơn trăm người nhiều đám người, tức khắc liền lập tức giải tán, tứ tán mà đi. Trên lầu đám kia học sinh thấy dưới lầu mọi người mỗi người đều làm biểu thú tán, bọn họ cũng chạy nhanh xoay người rời đi, không hề dây dưa Trần Tử Bình muốn ký tên chụp ảnh chung nhìn đến quay chung quanh chung quanh đông đảo học sinh thật vất vả rốt cuộc tan đi trần tử bình cũng thở vào một mụn đại khí nếu là bởi vì hắn duyên cớ dẫn phát rồi một hồi ngoài ý muốn dẫm đạp sự cố nói hắn trong lòng cũng sẽ cảm thấy ái ngại hiện giờ có thể vững vàng hóa giải rất trận này ngoài ý muốn phong ba không thể nghi ngờ là dở xuống một cục đá lớn nhẹ nhàng cũng liền ở trần tử bình lau lau trên trán mồ hôi đồng thời lâu phía dưới đám kia bảo an cũng đã đem đám người sơ tán đến không sai biệt lắm cái kia đội trưởng đội bảo an mang theo hai cái tiểu đội trưởng bước khoan thai liền mau chân đi lên ký túc xá thật mau, bọn họ ba người thân ảnh liền xuất hiện ở lầu 6 hành lang cửa thang lầu. Nhìn đến bọn họ, hùng hổ triều phía chính mình đi tới bộ dáng. Vương Tân một cùng Lưu Tráng còn tưởng rằng này mấy cái bảo an là tới tìm Trần Tử Bình phiền toái đâu. Trước cuộc quan có đầu nợ có chủ, Trần Tử Bình tuy rằng không phải có tâm khiến cho lần này phong ba, nhưng là đại buổi sáng nháo ra như vậy một cọc sự kiện, đội trưởng đội bảo an tới tìm Trần Tử Bình huống trách hai câu cũng là tình lý bên trong nha. Trong lòng lo lắng dưới, Vương Tân một cùng Lưu Tráng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, dưới chân mặt không lên tiếng mà lại di động tới rồi Trần Tử Bình trước người, giúp hắn chặn phía trước cùng hai bên trái phải. Vạn nhất cái này đội trưởng đội bảo an đi lên không nói hai lời liền phải đem Trần Tử Bình mang đi gặp giáo lãnh đạo nói. Bọn họ hai cái hơi làm ngăn cản, còn có thể hỗ trợ giải một chút vây, giúp Trần Tử Bình cải lại hai câu. Ngược lại là Trần Tử Bình trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng càng là không hề gần sóng. Bởi vì hắn biết, mặc kệ lần này sự kiện cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào, chính mình khẳng định là sẽ không có việc gì. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là liền ở Trần Tử Bình dương mắt nhìn phía kia ba cái nhân diện đi tới bảo an khi, dẫn đầu cái kia đội trưởng đội bảo an nguyên bản hung thần ác sát khuôn mặt đột nhiên lộ ra vài phần nhiệt tình vô cùng tươi cười. Ha 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 ha, vị này hẳn là chính là chúng ta trường học tương lai ngôi sao, Trần Tử Bình Trần Đồng học đi. Người đều không đợi đi đến trước mặt tới đâu, cái này đội trưởng đội bảo an cũng đã thập phần tự quen thuộc bắt đầu cùng Trần Tử Bình bộ khởi gần như tới. Hai bên cách xa nhau còn có hai ba mễ xa khoảng cách đâu, hắn cũng đã vươn đôi tay, phản phất cùng quan trọng khách gặp mặt bắt tay giống nhau, Triều Trần Tử Bình lộ ra thiện ý thái độ, ta là chúng ta trường học đội trưởng đội bảo an Lý Bình Minh. Thật cao hứng có thể nhận thức Trần Đồng học ngươi a. À. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh cười mặt người. Tuy rằng Trần Tử Bình cùng cái này đội trưởng đội bảo an căn bản là không quen biết, nhưng là nhân gia đều biểu hiện đến như vậy nhiệt tình, Trần Tử Bình tự nhiên cũng miễn cười ứng hòa một câu. Ha ha, Lý đội trưởng ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hai đôi tay trưởng gắt gao mà nắm ở cùng nhau, dùng sức thượng hạ đông đưa hai hạ. Chương 197, chế tạo nhân mạch từ cái này đội trưởng đội bảo an vừa thấy mặt biểu hiện ra ngoài loại thái độ này trần tử bình trong lòng cũng đã có thể đến ra kết luận cho dù chuyện vừa rồi kiện nháo ra không nhỏ phong ba nhưng chính mình phỏng chừng cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng quả nhiên khách sáo nói chuyện phím hai câu sau đội trưởng đội bảo an lập tức liền quay lại chính đề trần đồng học ngươi khả năng còn không biết hiện tại trong trường học tình huống là cái dạng này không chỉ có ngươi nơi này đóng ký túc xá hạ tụ tập rất nhiều học sinh ngay cả ngươi quân huấn nam diện sân thể dục cũng đã tụ tập đại lượng người ngoài trường học vô cớ lưu lại nếu không phải chúng ta đội bảo an kịp thời phát hiện cái này tình huống dị thường, lập tức làm ra đối ứng thi thố, tạm thời cấm giáo ngoại không rõ thân phận nhân sĩ xuất nhập cổng trường nói, khả năng ngươi ký túc xá hạ liền không ngừng vừa rồi đám kia bọn học sinh. Nghe được lý đội trưởng lời nói, Trần Tử Bình tức khắc lắc bắt kinh hãi. Hắn nơi nào tưởng được đến, chính mình cư nhiên đột nhiên liền biến thành như thế, chạm tay là bỏng, võng hồng nhiệt điểm. Hiện tại hắn giống như là một cái trong lúc vô ý rơi vào biển rộng bị thương giả. Chung quanh vô số cá mập ở nghe thấy được mùi máu tươi sau, đều sôi nổi triều hắn bay nhanh vây tụ mà đến bất quá trần tử bình tuy rằng kinh ngạc nhưng là lại vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình bình tĩnh mà đáp lại nói út kia cũng thật chính là vất vả lý đội trưởng các ngươi lý đội trưởng nếu chuyên môn lại đây một chuyến tìm ta nói vậy hẳn là vị nào giáo lãnh đạo muốn tìm ta qua đi tâm sự đi lý đội trưởng không nghĩ tới trần tử bình ở nghe được chính mình theo như lời tình huống sau tự nhiên còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh tức khách có chút ngoài ý muốn sửng sốt một giây kỳ thật ở hắn trà trộn ngũ dương đại học như vậy nhiều năm chức nghiệp kiếp sống chung tuy rằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống trần tử bình như vậy lấy một cái sinh viên năm nhất thân phận là có thể quấy ra như thế đại phong ba tình huống nhưng là mặt khác giống vậy trường học phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh ra trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả mỗi vị giáo thụ luận văn thượng quốc tế chuyên nghiệp sách báo từ từ này đó làm nổi bật tình huống hắn vẫn là kiến thức quá rất nhiều lần có thể ở học thuật thượng vì chính mình tranh thủ tới lớn như vậy vinh dự cùng phong thái dĩ vãng những cái đó đoạt giải giả không có chỗ nào mà không phải là thần sắc kích động hưng phấn không thôi thậm chí trong đó còn có mấy cái vốn là vênh váo tự đắc kỹ thuật chuyên gia, càng là biểu hiện đến một sớm đắc đạo, gà chó lên trời. Đối đãi chung quanh ánh mắt mọi người trung đều phản phất mang theo vài phần cao cao tại thượng ý vị. Phải biết rằng chỉ cần có tiếng khí, vậy giống như thời cổ phạm tiến trúng cử giống nhau, đại khái xuất là muốn đỏ tí lên. Dĩ vãng ở tiếp đãi này đó giáo thụ chuyên gia thời điểm, lý đội trưởng đều là vẫn duy trì lớn nhất thành ý cùng tươi cười, thập phần nhiệt tình mà cười theo cùng bọn họ nói chuyện với nhau, đều còn cảm giác được nồng đậm khinh bỉ chi ý. Trước cuộc nhân gia tự giác đã là sắp nổi tiếng trong nghề chuyên gia cấp đại gia. Kẻ hèn một cái đội trưởng đội bảo an có gì tư cách cùng bọn họ đánh đồng. Bởi vậy hiện giờ cảm nhận được Trần Tử Bình đối đãi tin tức tốt bình tĩnh thái độ, cùng với đối đãi chính mình nịnh hót khi khiêm tốn thái độ. Lý đội trưởng không khỏi cảm thấy thập phần kinh ngạc. Liền những cái đó sống mấy chục tuổi chuyên gia ở biết được chính mình nổi danh khi, đều không khỏi kích động không thôi. Như thế nào Trần Tử Bình một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, ngược lại biểu hiện đến giống như đắc đạo cao tăng bình tĩnh tự nhiên, vân đạm phong kinh. Thích người vô số lý đội trưởng chỉ dựa vào này một cái chi tiết, trong lòng đối Trần Tử Bình cũng đã có điều suy đoán. Người này tâm tính bất phàm, ngày sau chắc chắn có lớn hơn nữa phát triển. Lòng mang như vậy phán đoán, Lý đội trưởng tiếp đón Trần Tử Bình thái độ cũng trở nên càng thêm nhiệt tình lên. Đúng đúng đúng, Trần Đồng học quả nhiên thông tuệ hơn người, ta này đều còn chưa nói đâu, ngươi cũng đã đoán ra ta ý đồ đến. Lý đội trưởng cười ha hả mà buông lỏng ra nắm chặt Trần Tử Bình đôi tay, tận khả năng mà lôi kéo làm quen nói không sai vương phó hiệu trưởng sáng nay thường biết được trần đồng học nổi danh internet tin tức sau cố ý để cho ta tới thỉnh trần đồng học ngươi qua đi hắn kia giao lưu một chút trần tử bình nghe vậy nhíu nhíu mày có chút tiểu khó xử mà nhìn nhìn di động thời gian chính là hiện tại đã sắp bắt đầu quân huấn thể dục buổi sáng thời gian hải đều lúc này còn quân huấn cái gì nha lý đội trưởng chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay vừa rồi ta cũng cùng trần đồng học ngươi nói hôm nay quân huấn sân thể dục bên cạnh tụ tập đại lượng người ngoài trường học vây xem ta còn có không ít người hiện tại đang ở bên kia xua tan đám kia người vây xem đâu chính là bởi vì chúng ta trường học lại không có tương quan quyền lực, cho nên chỉ có thể ngôn ngữ khuyên ly không thể trực tiếp hành động, hiệu quả thập phần tiểu. Vương phó hiệu trưởng đều đã suy xét tuyên bố thông tri, Trần Đồng học ngươi hôm nay tạm dừng một ngày quân huấn, tạm thời trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Tử Bình nghe vậy, tuy rằng có chút giật mình, nhưng vẫn là thực mau liền gật đầu tiếp thu xuống dưới. Rốt cuộc liền vừa rồi đám kia cùng giáo bọn học sinh nhiệt tình biểu hiện, cũng đã cấp Trần Tử Bình mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Đại buổi sáng bị người lấp kính ký túc xá cửa làm cho sợ bóng sợ gió một hồi, còn nháo đến lầu trên lầu dưới tiếng hô không ngừng, ồn ào nhốn nháo, Trần Tử Bình đều có chút ngượng ngùng. Này nếu là đợi lát nữa quân huấn thời điểm, chung quanh lại vây thượng một vòng lớn người ngoài trường học cầm di động làm hiện trường phát sóng trực tiếp linh tinh, Trần Tử Bình phỏng chừng đến xấu hổ chứng đều phạm vào. Dựa theo giáo phương an bài, trước tạm thời tránh đi một đoạn thời gian nổi bật, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Thấy Trần Tử Bình gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Lý đội trưởng chạy nhanh xung xoe tiếp tục kỳ hảo đợi lát nữa ta sẽ lãnh mấy cái huynh đệ tự mình hộ tống trần đồng học ngươi qua đi hành chính đại lâu bên kia ngươi không cần lo lắng sẽ bị đám kia người ngoài trường học gây trở ngại đến vậy đa tạ lý đội trưởng các ngươi trần tử bình cũng miễn cười khách khí đáp lại một câu giống lý đội trưởng như vậy đội trưởng đội bảo an tuy rằng thân phận địa vị không cao chính là lại thường xuyên có thể cùng bọn học sinh tiếp xúc thường coi như là cái thực quyền nắm tiểu quan cùng hắn chỗ hảo quan hệ tuyệt đối là chỗ tốt nhiều hơn giao bằng hữu loại chuyện này chú trọng đến chính là một cái lẫn nhau tôn trọng hai bên nếu là đều cảm thấy đối phương đối chính mình rất có giúp ích tự nhiên nói chuyện với nhau khi thái độ không khí đều sẽ thập phần hài hòa cảm nhận được trần tử bình cũng cố ý cùng chính mình kéo gần quan hệ lý đội trưởng trên mặt tươi cười cũng trở nên càng thêm chân thành lên ha 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 hẳn là hẳn là có thể giúp trần đồng học ngươi giải quyết vấn đề cũng là chúng ta vinh hạnh việc này không nên chậm trễ khi chúng ta liền xuất phát đi trần tử bình vui vẻ nhận lời ở mấy cái bảo an hộ tống hạ tất bước chạy tới hành chính đại lâu cùng đóng lâu đám kia bọn học sinh nhìn theo trần tử bình bị đông đảo bảo an vây quanh dưới sự bảo vệ rời đi bóng dáng trong ánh mắt tất cả đều lộ ra sùng bái hâm mộ ý vị ở bọn họ xem ra có thể ở đại học hỗn ra như vậy tên tuổi cùng phong thái tuyệt đối là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình thực mau trần tử bình đoàn người liền chạy tới giáo vụ chỗ lý đội trưởng lãnh trần tử bình đi đến lầu sáu một gian trang trí ung hoa văn phòng trước thấp giọng nói trần đồng học này gian đó là vương phó hiệu trưởng văn phòng trần tử bình gật gật đầu tiến lên nhẹ nhàng gõ vang lên cửa gỗ vào đi trong văn phòng đầu truyền ra một cái hồn hậu trầm thấp giọng nam gần chỉ là tiếp nhĩ vừa nghe trần tử bình là có thể ở trong đầu tưởng tượng ra thanh âm này chủ nhân đại khái hình tượng hơn phân nữa là cái loại này mang theo thật dày khung vuông mắt kính tướng mạo không giận tự uy trung niên thực quyền lãnh đạo khí tràng trường học loại này tháp nhà voi bên trong có thể lên làm giáo lãnh đạo nhân vật hẳn là hơn phân nữa đều là từ một đường giáo dục chiến tuyến nâng lên rút đi lên phần tử trí thức đi nhưng ra ngoài trần tử bình ngoài ý liệu chính là đường hắn đẩy cửa ra đi vào đi vừa nhấc mắt nhìn đến thế nhưng là cái mặt trắng không râu, bảo dưỡng đến cực hảo trung niên nam tử. Chỉ thấy vị này giáo lãnh đạo ăn mặc một thân đạm màu xám tây trang, tóc bị sơ thành tiêu chí tính tóc vuốt ngược. Hoặc nhìn cũng không như là cái loại này dạy học và giáo dục, làm người bảo thủ giáo viên già. Ngược lại càng như là trong rủi chức trường tinh anh CEO giống nhau khí chất ưu nhã, theo sát trào lưu. Chương 198, tương lai ngôi sao thiên tư. Nguyên bản vị này giáo lãnh đạo đang ngồi ở bàn làm việc sau xử lý thật dày văn kiện. Chỉ là nghe được tiếng đập cửa sau tùy ý mà hướng cửa bên này dương mắt nhìn một chút mà thôi chính là liền đang xem rõ ràng tiến vào trần tử bình sau hắn lập tức liền buông bút máy đứng lên tới chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra nhiệt tình giàu dạt tươi cười bước nhanh đi ra bàn làm việc chủ động hướng tới trần tử bình đón đi lên ha ha vị này chính là trần tử bình trần đồng học đúng không quả nhiên là tướng mạo đường đường túng tú lịch sự a à? trung niên nam tử cười ha hả mà đi lên trước vương tay cùng trần tử bình nắm một chút nơi nào nơi nào lãnh đạo ngài quá khen trần tử bình cũng cười đáp lại một câu bên cạnh lý đội trưởng cũng đúng lúc chờ mà trạm trước một bước giúp trần tử bình làm cái đơn giản giới thiệu trần đồng học vị này chính là vương chí mới vương hiệu trưởng hắn chủ quản chính là giáo nội học sinh học tập cùng sinh hoạt phương diện rất nhiều hạng mục công việc trần tử bình cùng vị này vương hiệu trưởng nắm tay trên mặt cũng vẫn duy trì mỉm cười hiển nhiên vị này vương hiệu trưởng hẳn là chính là phía trước lý đội trưởng nhắc tới cái kia tìm chính mình tới dò hỏi phó hiệu trưởng chẳng qua giống loại này giáp mặt xưng hô trường hợp lý đội trưởng khẳng định là không có khả năng trực tiếp giới thiệu hắn vì phó hiệu trưởng đối với loại này xã giao tìm quy tắc trần tử bình vẫn là rõ ràng vương phó hiệu trưởng lúc này có vẻ thập phần nhiệt tình ý bảo trần tử bình cùng nhau đến bên cạnh trên sofa liền ngồi mới vừa ngồi xuống không vài giây đâu hắn cũng đã bắt đầu tươi cười đầy mặt mà cùng trần tử bình trò chuyện lên vốn dĩ dựa theo lẽ thường tới nói trần đồng học trên người của ngươi đã xảy ra chuyện lớn như vậy hẳn là từ lưu hiệu trưởng hắn lão nhân gia tới tự mình cùng ngươi giao lưu tình huống chẳng qua hắn từ khoảng thời gian trước khai giảng khởi đã bị phía trên mời đi công tác đi hiệp trợ xử lý quan trọng sự vụ đi, gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ không ở trong trường học. Từ khai giảng tới nay giáo nội lớn nhỏ sự vụ đều là từ ta phụ trách, đỉnh đầu thượng công tác thật sự là quá nhiều quá trường rà, có chút chi tiết địa phương hiểu biết không đủ tường tận. Đã sớm nghe nói qua năm nay có cái đại tài tử tới chúng ta trường học, đáng tiếc phía trước vẫn luôn đều không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt tâm sự. Nguyên bản ta còn chuẩn bị này một hai ngày xử lý xong động lại văn kiện sau, liền đem Trần Đồng học ngươi mời tới trong văn phòng ngồi ngồi xuống, đại gia cùng nhau uống trà giao lưu giao lưu đâu không nghĩ tới sáng nay thượng đột nhiên ra này ký hiệu sự, cũng coi như là trước tiên làm ta cùng Trần Đồng học ngươi chạm mặt nhận thức, ha ha. Vương phó hiệu trưởng một bên cười tủm tỉm mà xúc rửa khay trà thượng ly hồ, một bên cùng Trần Tử Bình nhìn như tùy ý mà nói chuyện với nhau lên. Nghe Huyền ca mà biết nhã ý, Trần Tử Bình cũng nghe ra Vương phó hiệu trưởng nói trung tầng thứ hai ý tứ. Hắn đơn giản là ở cùng Trần Tử Bình giải thích, gần nhất giáo nội sự tình đều là từ hắn một người xử lý, cho nên công việc lưu bù lên có chút xem nhẹ Trần Tử Bình vị này trúng tuyển tiến vào thi đại học trạng nguyên. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đối với phía trước Trần Tử Bình tao ngộ đến một ít sự kiện, hắn không có kịp thời ra mặt xử lý rớt, cũng hy vọng Trần Tử Bình có thể lý giải hắn. Trần Tử Bình cũng không để bụng những cái đó đi qua sự tình. Dù sao chính mình là tới trường học đi học. Những cái đó thi đại học trạng nguyên linh tinh thanh danh đặc quyền, hắn kỳ thật cũng không phải thực để ý. Bằng không hắn thay giảng đưa tin khi, đều trực tiếp lựa chọn đi trụ đơn người phòng đơn nghiên cứu sinh ký túc xá, hà tất chạy tới trụ bình thường học sinh bốn người gian. Vương hiệu trưởng ngài chính là người bận rộn, lớn như vậy vườn trường mỗi ngày đến có bao nhiêu sự a? À? có thể quản lý đến như thế gọn gàng ngăn nắp, cũng đã là phi thường khó được, có chút sơ hở cũng là khó tránh khỏi. Hôm nay có thể cùng vương hiệu trưởng ngài bởi vì lần này sự kiện tương nhận thức, không thể không nói, đây cũng là một loại duyên phận. Nghe được Trần Tử Bình đáp lời, vương phó hiệu trưởng trên mặt tươi cười cũng càng sâu hai phân. Lấy hắn e quy, tự nhiên nghe ra Trần Tử Bình đáp lời khi chân thành, biết Trần Tử Bình đối phía trước sự tình hẳn là không có gì câu oán hận. Vương phó hiệu trưởng sở dĩ muốn khách sáo mà trước cùng Trần Tử Bình tán gẫu, kỳ thật chính là tưởng thử một chút trần tử bình đối ngũ dương đại học thái độ thử một chút hắn đối giáo lãnh đạo hảo cảm trình độ phải biết rằng hiện tại vây trên cổ vị kia lưu lão giáo thụ chính là tự mình ra tiếng mời trần tử bình chuyển giáo đến biển sao học viện đâu giống trần tử bình như vậy có tài hoa học sinh tuyệt đối là nhiều ít trường học cầu đều cầu không được bảo bối chính mình ngũ dương đại học thật vất vả gặp một cái này nếu như bị khác trường học đào đi rồi chẳng phải là phải hối hận chết chính là vương phó hiệu trưởng lại sờ không chuẩn trần tử bình đối ngũ dương đại học rốt cuộc có vài phần cảm tình, cho nên mới cố ý đánh ra này trương cảm tình bài đơn giản thử một chút đế nếu là trần tử bình đối phía trước trường học rất nhiều nam học sinh ở trên diễn đàn ngôn ngữ xa lánh chuyện của hắn canh cánh trong lòng đối giáo vương xử lý không kịp thời cảm thấy bất mãn nói vương phó hiệu trưởng phải thay đổi sách lược kịp thời chữa trị hảo trần tử bình đối trường học hảo cảm mới được cũng may trần tử bình lòng dạ rộng lớn căn bản liền không đem những cái đó sự tình ghi tạc trong lòng bởi vậy ở đã chịu trần tử bình phát tới thiện ý hồi phục sau vương phó hiệu trưởng thái độ cũng trở nên càng thêm nhiệt tình lên bắt đầu đối trần tử bình hỏi han ân cần một phen trần đồng học gần nhất quân huấn đến thế nào có thể hay không cảm thấy thực vất vả a à? còn hảo các giáo quan đối với huấn luyện nội dung an bài rất khá cũng không sẽ quá mệt mỏi vậy hành ta nguyên bản còn có chút lo lắng trần đồng học ngày thường chuyên tâm học tập thân thể thể năng phương diện cũng không phải thực am hiểu đâu nếu là trần đồng học cảm thấy huấn luyện cường độ quá lớn thân thể có chút ăn không tiêu nói đại có thể tìm các ngươi phụ đạo viên xin nghỉ hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày cũng chưa quan hệ rút cuộc thân thể mới là ghe mệnh tiền vốn sao quân huấn cường độ cao thấp đối mỗi người tới nói đều có bất đồng tiếp thu trình độ nếu là cảm thấy quá mệt mỏi kịp thời nghỉ ngơi mới là chính xác lựa chọn không cần cậy mạnh nghe được vương phó hiệu trưởng lời nói trần tử bình trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười đặt me chính mình đây là không thể hiểu được liền đạt được giáo lãnh đạo ban phát vô hạn chế giấy xin nghỉ mệt mỏi mệt nhọc là có thể trực tiếp xin nghỉ nghỉ ngơi này nguyên lai chính là mũi nhọn sinh quân huấn đặc thù đãi ngộ a đáng tiếc chỉ bằng chính mình hiện tại thân thể này tố chất, phỏng chừng này trương vô hạn chế giấy xin nghĩ là không phải sử dụng đến. Đừng nói hiện tại quân huấn đã bắt đầu chuyển nhập đội ngũ cùng quân thể quyền biểu diễn huấn luyện nội dung. liền tính thể năng huấn luyện khoa lại tiếp tục cái 10 ngày nửa tháng, đối Trần Tử Bình tới nói cũng đều là chút lòng thành. Vương phó hiệu trưởng ngay sau đó lại cùng Trần Tử Bình dò hỏi rất nhiều về học tập cùng sinh hoạt thượng tình huống. Nhỏ đến ký túc xá giường ngủ an bài, thậm chí cùng bạn cùng phòng chi giang ở Trung Hòa hợp trình độ, hắn đều nhất nhất dò hỏi không ít. Hiển nhiên, Vương phó hiệu trưởng là suy nghĩ nhiều giải rõ ràng một ít Trần Tử Bình tình huống. Sợ hắn nơi nào không hài lòng, sau đó lựa chọn chuyển trường khác trường học. Trần Tử Bình tự nhiên nhìn ra hắn dụng ý, chẳng qua cũng làm bộ dường như không có việc gì giống nhau. Vương phó hiệu trưởng nếu không có nói rõ, Trần Tử Bình tự nhiên cũng không có phương tiện trực tiếp tỏ thái độ. Dù sao theo đề tài lưu đi xuống, đối phương tự nhiên cũng liền trong lòng biết rõ ràng. Thật mau, ở hiểu biết tới rồi muốn biết sự tình sau, Vương phó hiệu trưởng cũng rốt cuộc buông xuống vài phần nguyên bản lo lắng. Hắn có thể cảm giác đến ra tới, Tuy rằng mới nhập học không lâu, nhưng là Trần Tử Bình đối với Ngũ Dương Đại học vẫn là rất có hảo cảm. Một khi đã như vậy, hắn cũng không hề cùng Trần Tử Bình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trực tiếp thiết vào hôm nay này đoạn nói chuyện chủ đề. Ta nghe nói Trần Đồng học đêm qua ở sân thể dục thượng bắn một đầu rất êm tai đàn guitar khúc, liền âm nhạc giới lưu lão giáo thụ nghe xong đều khen không dứt miệng, thậm chí còn chủ động phát ra chuyển giáo mời, không biết Trần Đồng học ngươi có hay không nhìn đến cái này tin tức. Trần Tử Bình nghe đến đó, cũng biết hôm nay này đoạn đối thoại trọng điểm tới hắn lập tức không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, ra tiếng đáp lại nói. Nhìn đến tuy rằng là thấy được, nhưng là ta lại không biết nên như thế nào hồi phục lưu lão giáo thụ tương đối thích hợp. Ai, vương hiệu trưởng ngươi là biết đến, ta ghi danh rõ ràng là tài chính quản lý hệ, âm nhạc đối với ta tới nói chỉ là một loại yêu thích, cũng không tưởng đem nó phát triển trở thành một cái tương lai chức nghiệp phương hướng. Cho nên đối với vị kia lưu lão giáo thụ hảo ý, ta chỉ có thể là tâm lĩnh. Nhưng cố tình hiện tại sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, nếu là ta trực tiếp từ chối hắn mời, nói không chừng lại sẽ dẫn phát nhiều ít phong ba đâu. Trần Tử Bình kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn chuyển giáo sự tình. Rốt cuộc chính mình tới Ngũ Dương Đại học cũng đã có hơn 10 ngày, ở chỗ này nhận thức hai cái hảo huynh đệ, còn có không ít xinh đẹp nữ sinh bằng hữu. Quan trọng nhất chính là, chính mình đào quặng, soát khen thưởng nhiệm vụ mục tiêu cũng đều tại đây Ngũ Dương Đại học bên trong đâu. Này nếu là tùy tiện liền bởi vì nào đó lão giáo thủ thưởng thức liền chuyển giáo đi rồi, kia chẳng phải là chính mình chặt đứt chính mình tiền đồ. Khác không nói, tùy tiện từ mai hơi hơi trên người lại soát ra mấy cái cấp đại sư kỹ năng khen thưởng, quả thực đều so được với đi khác trường học nghiên cứu cái vài thập niên. Vứt bỏ cái này thơm ngọt ngon miệng đại dư hấu, chạy tới nhặt cái tiểu hạt mè, này không phải cơ trí mới có thể làm sự tình sao. Chương 199, người cư nhiên dùng mỹ nhân kế. Nói nữa, chính mình ở ngũ dương đại học chẳng qua là bởi vì lớn lên xoái như vậy một chút, cho người ta cảm giác có tiền như vậy một chút. Liền không thể hiểu được bị không ít người đỏ mắt cùng xa lánh. Hiện tại vị kia lưu lão giáo thụ như vậy công nhiên ở trên mạng khen ngợi sau mời chính mình chuyển trường còn không biết dẫn tới cái kia biển sao trong học viện bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận đâu có người địa phương liền có giang hồ tài nguyên cùng nhu cầu vĩnh viễn là không bình đẳng mỗi người đều hy vọng chính mình có thể được đến càng nhiều tài nguyên càng nhiều lộ mặt làm nổi bật cơ hội trần tử bình nếu là chạy tới đương lưu lão giáo thụ học sinh chiếm trước cái kia thân truyền đệ tử danh ngạch khi những cái đó nguyên bản khả năng có cơ hội leo lên đùi biển sao học sinh há có không hận hắn tận xương đạo lý cho nên liền tính tiếp thu mời chuyển giáo đi qua phỏng chừng cũng không nhất định có bao nhiêu tốt đãi ngộ nói không chừng bên kia hoàn cảnh còn không bằng lưu tại ngũ dương đại học thư thái đâu ít nhất trải qua lần này sự kiện sau ngũ dương đại học giáo phương đối trần tử bình thái độ khẳng định sẽ trở nên càng thêm bảo bối bản thân trần tử bình thân là thi đại học trạng nguyên ở rất nhiều phương diện liền hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ưu đãi hiện tại lại biểu hiện ra như thế đoạt tay tài nghệ ngũ dương đại học khẳng định sẽ trước tiên lấy ra càng tốt phúc lợi tới lưu lại trần tử bình cứ như vậy trần tử bình thu hoạch liền lớn hơn nữa quả nhiên Nghe tới Trần Tử Bình đáp lời sau, Vương phó hiệu trưởng tức khắc tràn đầy khen ngợi gật gật đầu. Hiển nhiên, Trần Tử Bình trả lời làm hắn cảm thấy thập phần vừa lòng. Đến nỗi Trần Tử Bình khó xử sự tình, Vương phó hiệu trưởng liền tự hỏi đều không có tự hỏi, không chút do dự liền phất tay nói: "Về điểm này Trần đồng học ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục lưu tại chúng ta Ngũ Dương đại học, này đó việc vạch giáo vụ chỗ tự nhiên sẽ ra mặt toàn bộ thu phục. Chỉ cần từ chúng ta giáo phương phát ra tiếng con đường tới lời nói dịu dàng xin miễn vị kia lưu giáo sư mời." là có thể bảo đảm đối với người danh dự danh vọng sẽ không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Trần Tử Bình nghe vậy, tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Muốn tự tuyệt rất lão giáo thụ chuyển giáo mời còn không thương này mặt mũi, từ giáo phương ra mặt tự nhiên là không thể tốt hơn. Giải quyết rất mấu chốt nhất chuyển giáo cùng không vấn đề sau, Vương phó hiệu trưởng trong lòng đại thạch đầu cũng cuối cùng là rơi xuống đất. Ngay sau đó hắn lại thừa thắng xông lên, chạy nhanh lại cấp Trần Tử Bình tung ra một cái hậu đại phúc lợi. Đúng rồi Trần Đồng học, năm nay chúng ta trường học nhập học 3000 nhiều danh tân sinh trung, ngươi nhập học thành tích là tối cao vài vị giáo lãnh đạo ở gần nhất công tác hội nghị thượng có nhắc tới quá đối với giống ngươi như vậy ưu tú học sinh trường học không chỉ có muốn ở học tập thượng nhiều hơn huấn luyện sinh hoạt thượng cũng đồng dạng muốn nhiều có chiếu cố mới là trải qua giáo phương thương nghị quyết định sắp tới liền cấp trần đồng học ngươi ban phát một bút học bổng trợ giúp ngươi càng tốt mà đem tinh lực chuyên chú với học tập thượng tranh thủ tương lai sáng chế càng tốt thành tích trần tử bình vừa nghe đây là chuẩn bị phải cho chính mình đưa tiền a phía trước nói như vậy nhiều lời khách sáo thật đúng là không bằng những lời này tới nhất em tai trần tử bình trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười đa tạ vương phó hiệu trưởng quan tâm đa tạ giáo lãnh đạo nhóm chiếu cố ta nhất định sẽ hảo hảo học tập không ngừng tiến bộ hôm nay ta lấy ngũ dương đại học vì vinh tương lai nhất định sẽ làm ngũ dương đại học nhân ta mà vinh nghe được trần tử bình đáp lại vương phó hiệu trưởng tức khắc thập phần cao hứng sắc mặt cũng trở nên mặt mày hồng hào lên hắn cười ha hả mà vỗ vỗ trần tử bình bả vai rất là thưởng thức mà nói ha ha trần đồng học giác ngộ như vậy cao năm nay học sinh hội chiêu tân nói có thể suy xét gia nhập một chút có học sinh hội cán bộ tư lịch nói đối với về sau tốt nghiệp vào nghề vẫn là rất có trợ giúp vương phó hiệu trưởng lời như vậy không thể nghi ngờ đã là ám chỉ trần tử bình chỉ cần trần tử bình tưởng gia nhập học sinh hội khi hắn tuyệt đối có thể lên làm không thấp chức vị tham gia học sinh hội có thể bồi dưỡng bọn học sinh quản lý năng lực cùng xã giao năng lực càng là có thể vì cá nhân lý lịch sơ lực thượng thêm nồng đậm rực rỡ một bút vinh dự kỷ lục rất nhiều đại hình công ty ở thông báo tuyển dụng nhân tài khi sinh viên tốt nghiệp hay không tham gia quá học sinh hội hay không đảm nhiệm quá học sinh hội cán bộ này hai điểm chính là không nhỏ thêm phân hạng đơn giản hàng huyên một hồi phúc lợi đãi ngộ sau vương phó hiệu trưởng cũng tiếp hai cái điện thoại tự hồ công vụ thập phần bận rộn bộ dáng thật vất vả cắt đứt điện thoại sau hắn này lại tiếp tục dặn dò trần tử bình vài câu mặt khác ta nghe lý đội trưởng nhắc tới chúng ta trong trường học đầu hiện tại tụ tập đại lượng giáo ngoại nhân viên nghe nói đều là buôn ngươi mà đến vì tránh cho dẫn phát một ít không cần thiết phong ba cùng phiền toái ta đã cùng các ngươi phụ đạo viên liên hệ qua, đặt phê ngươi lần này quân huấn có thể tự hành lựa chọn hay không tham gia. Nếu phóng viên quá nhiều làm ngươi cảm thấy không khỏe, ngươi có thể lựa chọn đi thư viện hoặc là cái khác địa phương tự học, tạm thời tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Tử Bình nghe xong Vương phó hiệu trưởng này phiên dặn dò, cũng ẩn ẩn nghe ra hắn tự hồ là chuẩn bị muốn vội công vụ. Vì thế Trần Tử Bình cũng thông minh mà đưa ra có việc muốn trước rời đi. Vương phó hiệu trưởng khách sáo mà giữ lại hai câu, thấy Trần Tử Bình sát thật phải đi sau, liền cũng đứng dậy đưa Trần Tử Bình đi ra văn phòng, thậm chí còn một đường đưa đến cửa thang máy. Từ này một cái chi tiết nhỏ liền có thể nhìn ra được tới, Vương Phó hiệu trưởng đối với Trần Tử Bình vị này ưu tú học sinh vẫn là cực kỳ coi trọng. Đã có thể ở một hàng ba người đi đến cửa thang máy, mắt nhìn thang máy thăng lên lầu 6 mở cửa nháy mắt, một cái trùng hợp đã xảy ra. Chỉ thấy cửa thang máy mở ra lúc sau, bên trong thế nhưng nghênh diện đi ra một cái tiếu lệ thân ảnh. "Di?" "Trần Tử Bình." "Vương." "Vương hiệu trưởng." tên này nữ sinh không nghĩ tới vừa ra thang máy liền gặp hai cái nhận thức người tức khắc có chút giật mình mà bưng kính môi anh đào một đôi đẹp con ngươi trừng đến đại đại không sai người tới đúng là tối hôm qua lãnh trần tử bình dạo biến cả tòa vườn trường học tỷ thương giai mộng trần tử bình nguyên bản còn quay đầu cùng vương phó hiệu trưởng trò chuyện thiên đâu thình lình mà nghe được trước mặt có người hô lên tên của mình tức khắc đầu đi nghi hoặc ánh mắt ngoài ý muốn lên tiếng hắc giai mộng tỷ như vậy xảo a à, ngươi như thế nào cũng đi lên này lầu sáu thương giai mộng nhận ra trần tử bình sau trên mặt ban đầu kinh ngạc thực mau đã bị tươi cười tấp thay thế. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng dơ dơ lên trong tay cầm phô lơ, ông nhu nói. Ta là tới đưa về tân sinh văn nghệ tiệc tối tổ chức cụ thể hạng một công việc kế hoạch thư cấp vương hiệu trưởng xem qua phê duyệt. Không nghĩ tới như vậy xảo, tự nhiên gặp được ngươi. Bên cạnh vương phó hiệu trưởng nghe vậy, mày bỗng nhiên cũng là một chọn, quay đầu triều trần tử bình nói. Nói lên cái này cái này tân sinh văn nghệ tiệc tối, ta liền lại nghĩ tới tử bình đồng học ngươi đàn guitar tài nghệ. Hiện tại trên mạng đều nói ngươi đàn đàn guitar trình độ thực không tồi, không biết khi nào có cơ hội làm ta cũng có thể thực địa hiện trường thưởng thức một chút a à. thương giai mộng nghe được vương phó hiệu trưởng dò hỏi theo bản năng mà tiếp lời đáp lại một câu vương hiệu trưởng ta đã sớm đã mời trần tử bình tham gia lần này tân sinh văn nghệ tiệc tối liền ở trong tay ta cầm này phân kế hoạch thư bên trong trần tử bình hắn tiếp một bị an bài ở áp trục trình tự vị trí vương phó hiệu trưởng nghe vậy tức khắc vui vẻ hắn nhìn trước mặt này đối phản phất kim đồng ngọc nữ tuổi trẻ học sinh trong lòng cũng là bỗng nhiên vừa đồng xem ra tiểu thư ngươi cái này tay vẫn là rất nhanh sao. Ta đều mới vừa nhớ tới này ký hiệu sự, ngươi lại liền kế hoạch thư đều đã làm ra tới. Xem ra ngươi cùng Trần Đồng học chi gian, là đã sớm đã có liên hệ thượng A. Vương phó hiệu trưởng vừa nói đồng thời, còn cố ý dùng tới vài phần treo chọc nói dẫn ngữ khí, thoáng chốc liền đem thương giai mộng đậu đến khuôn mặt có chút đỏ lên. Trần Tử Bình nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi không nói gì. Nào có, ta cũng chính là đêm qua vừa lúc gặp Trần Tử Bình, vừa vặn cùng hắn nói lên chuyện này thôi. Thương Giai Mộng hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng mà vẫy vẫy tay tự hồ hơi xấu hổ bị khai như vậy vui đùa lời nói nói thật ra liền ta ngày hôm qua đều không có nghĩ đến trần tử bình hắn tự nhiên sẽ đột nhiên trở nên như vậy hỏa vương phó hiệu trưởng cũng là có lịch duyệt người từng trải hắn vừa thấy trần tử bình cùng thương giai mộng hai người lúc này dáng vẻ này liền cảm giác bọn họ chi gian quan hệ khẳng định không giống như là bằng hữu bình thường ít nhất lấy thương giai mộng này phó ngượng ngùng không thôi biểu tình liền có thể nhìn ra nàng khẳng định tâm tư không đơn thuần thấy như vậy một màn sau vương phó hiệu trưởng trong lòng cũng là vui vẻ nếu là hai người có thể nhiều hơn tiếp cận một chút, thật sự phát triển ra một đoạn tình yêu nói, Trần Tử Bình liền càng không thể chuyển giáo đi rồi. Vương Phó Hiệu trưởng cười ha hả mà nhìn chăm chú vào hai người, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc lên. Ân, ta này có tính không là dùng tới mỹ nhân kế đâu. Chương 200, nhờ ngài phúc. Có lẽ là vì ở Trần Tử Bình trước mặt biểu hiện ra đối hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Vương Phó Hiệu trưởng hơi làm suy tư, cũng triều thương dai mộng mở miệng nói. Tiểu thư ngươi trong tay cầm có phải hay không chính là gia nhập Trần Đồng học tiết mục mới nhất tiệc tối kế hoạch thư đúng vậy vương hiệu trưởng ta đang chuẩn bị lấy tới cấp ngài ký tên phê duyệt thương giai mộng theo bản năng gật đầu đáp lại một câu hành tiểu thương ngươi làm việc ta còn là tin được càng đừng nói lại còn gia tăng rồi trần đồng học tài nghệ biểu diễn tiết mục nói vậy đến lúc đó tiệc tối nhất định sẽ tổ chức thật sự thành công vương phó hiệu trưởng từ trước ngực trong túi móc ra một chi bút máy tiếp nhận phô lơ phiên đến cuối cùng một tờ cuối đầu liền lã tả mà thêm thượng tên của mình vậy các ngươi cần phải nỗ lực chúng ta vài vị giáo lãnh đạo nhưng đều thập phần chờ mong đến lúc đó tân sinh tiệc tối diễn xuất Thương Giai Mộng thấy chính mình tiệc tối kế hoạch thư đề án bị phê duyệt thông qua, tức khắc hưng phấn không thôi gật gật đầu, tâm tình thập phần cao hứng. Nếu văn kiện đều đã phê duyệt thông qua, Thương Giai Mộng tự nhiên cũng liền không cần lại đi vương hiệu trưởng văn phòng. Lập tức liền đi theo Trần Tử Bình cùng nhau đi trở về thang máy, ấn xuống lầu một ấn phím. Liền ở cửa thang máy đóng lại dây tiếp theo, Thương Giai Mộng tức khắc vui vẻ đến miệng đều khép không được, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Trần Tử Bình bả vai, thập phần vui mừng mà nói: "Trần Tử Bình, lần này cũng thật ít nhiều ngươi." Nếu không phải có người hỗ trợ, Vương hiệu trưởng hắn khẳng định không có như vậy sản khoái liền ký tên thông qua. Trần Tử Bình nghe vậy có chút kỳ quái, nghi hoặc hỏi. Không thể nào. Ta xem vương hiệu trưởng hắn giống như còn khá tốt nói chuyện bộ dáng. Nơi nào a? À? Ngươi là cùng hắn tiếp xúc đến tương đối thiếu thôi. Thương giai mộng biểu môi, tràn đầy câu oán hận mà cấp Trần Tử Bình giải thích lên. Chúng ta trường học tuy rằng chức vụ thượng là lưu hiệu trưởng tối cao, nhưng là lưu hiệu trưởng tuổi lớn, hơn nữa thường xuyên muốn đi công tác đi cấp quốc gia làm chút điều nghiên công tác, cho nên trong trường học rất nhiều sự vụ đều là từ cái này vương phó hiệu trưởng phụ trách. Mà cái này vương phó hiệu trưởng ngươi đừng nhìn hắn giống như ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng thực tế thượng hắn phàm là phê duyệt có quan hệ trường học kinh phí phương diện văn kiện khi, nhưng miễn bàn có bao nhiêu tinh tế nhiều keo kiệt. Thương giai mộng nói tới đây thời điểm, trong giọng nói tiểu oán khí nhưng miễn bàn có bao nhiêu rõ ràng. Trên thực tế ta hiện tại này phân kế hoạch thư, đều đã là hắn đánh trở về sửa chữa quá lần thứ ba phiên bản. Thương giai mộng đem trong tay cầm kia phân folder mở ra, tùy ý chỉ mấy hạng nội dung triển lãm cấp Trần Tử Bình xem ngươi xem liền tân sinh tiệc tối hội trường này đó trang trí vật phẩm tỉ như giải lụa rực rỡ đèn màu linh tinh tiêu hao phẩm này đó khẳng định đều là yêu cầu bố trí chính là vương phó hiệu trưởng hắn thế nào cũng phải yêu cầu chúng ta đem đệ nhất bản kế hoạch thư tính toán ra tới kinh phí giảm phân nữa lại còn yêu cầu chúng ta phải làm ra đồng dạng thậm chí càng tốt sân khấu cảnh tượng này không phải ý định làm khó chúng ta này đàn học sinh hội cán bộ sao lời nói thật không nói gạt ngươi ta mấy ngày nay tưởng cái này kế hoạch thư đều mau nghĩ đến trường tóc bạc rồi đều vừa rồi nếu không phải lấy ngươi cũng ở hiện trường phúc phỏng chừng ta này phân kế hoạch thư khẳng định không dễ dàng như vậy liền thông qua đâu thương giai mộng cũng là cái cực thông minh nữ tử nàng tuy rằng ngay từ đầu đối với trần tử bình xuất hiện tại hành chính đại lâu cảm thấy kỳ quái kinh ngạc nhưng lại đương nhìn đến cư nhiên là vương phó hiệu trưởng tự mình đưa hắn ra tới thượng thang máy lúc sau nàng thực mau cũng suy đoán ra vài phần lúc trước phát sinh sự tình rốt cuộc trần tử bình hiện tại lửa nóng trình độ tuyệt đối là rõ như ban ngày hắn có thể từ hiệu trưởng văn phòng ra tới Phỏng chừng khẳng định là Vương Phó Hiệu trưởng tìm hắn lưu quá sự tình gì, chẳng sợ chỉ là là vì ở Trần Tử Bình trước mặt bày ra một chút trường học hùng hậu thực lực, cũng hoặc là tỏ vẻ một chút đối Trần Tử Bình tín nhiệm, Vương Phó Hiệu trưởng cũng khẳng định sẽ biểu hiện đến hào phóng không ít. Quả nhiên, nghe tới nàng đề ra một miệng Trần Tử Bình là áp trục tiết một biểu diễn giả sau, Vương Hiệu trưởng lập tức liền gật đầu ký tên. Trần Tử Bình nghe được Thương Học Tỷ giải thích, trong lòng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ thật hắn từ nhìn thấy cái này Vương Phó Hiệu trưởng ánh mắt đầu tiên khởi, liền biết hắn khẳng định không phải cái đơn giản người cái loại này học thuật khí tràng hùng hậu lão lãnh đạo tuy rằng thoạt nhìn khả năng không giận tự uy rất là nghiêm khắc nhưng là bọn họ ở nào đó phương diện kỳ thật càng có quyết đoán cũng càng dễ dàng bị thuyết phục chỉ cần ngươi có thể nói rõ ràng đạo lý bọn họ tổng có thể vì trường học trở nên càng tốt mà trở nên cảm tính chính là giống vương phó hiệu trưởng như vậy lý tính tính cách hắn càng thích chú trọng tính toán tỉ mỉ coi trọng trước mắt thực tế ít lợi phía trước trần tử bình lấy thi đại học trạng nguyên thân phận nhập học đều hơn 10 ngày hắn vẫn luôn cũng không có gì đặc thù tỏ vẻ chính là đương trần tử bình đột nhiên nổi danh ở trên mạng hỗ trợ đại đại tuyên truyền một đợt ngũ dương đại học sau thái độ của hắn lập tức liền trở nên tự quen thuộc thân thiết lên thực rõ ràng đương ngươi có thể vì hắn vì trường học mang đến thấy được chỗ tốt khi hắn tự nhiên sẽ cắt loại lực phủng ngươi nếu là không thể nói khi hắn cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào đặc thù đối đãi nên việc công xử theo phép công liền làm sao bây giờ không thể không nói giống như vậy tâm tính thủ đoạn nhân vật cũng khó trách hắn có thể lên làm thực quyền giáo lãnh đạo bất quá tuy rằng rất nhiều học sinh khả năng sẽ cảm thấy hắn quá keo kiệt không hảo ở chung nhưng là Trần Tử Bình lại vừa lúc thích cùng như vậy giáo lãnh đạo giao lưu. Dù sao chỉ cần Trần Tử Bình có thể không ngừng cấp ngũ dương đại học nổi danh, hắn tuyệt đối sẽ đem Trần Tử Bình bảo hộ rất khá. Nói cách khác, Trần Tử Bình nếu có thể bảo trì tốt đẹp thanh danh, phỏng chừng chẳng sợ hắn mỗi ngày không đi học đều sẽ không có bất luận kẻ nào tìm hắn phiền toái. Quải khoa thi lại, căn bản không tồn tại. Trần Tử Bình lắc lắc đầu, đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng tung ra sau đầu. Ngay sau đó hắn cười tủm tỉm mà nhìn về phía Thương Học tỷ, trêu ghẹo nói: nếu ta giúp giai mộng tỉ ngươi như vậy đại ân, có phải hay không hẳn là mời ta ăn cái bữa sáng?" Thương giai mộng nghe vậy sửng sốt, cũng lập tức cười đáp lại nói: "Ta khẳng định là không thành vấn đề, chẳng qua liền sợ ngươi một cái nhà giàu đại thiếu, ăn không quen ta thỉnh sữa đậu nành bánh quẩy đi." Trần Tử Bình nhún vai, không chút nào để ý mà nói: "Có cái gì ăn không quen, ta mỗi ngày ăn còn đều là thực đường bán cháo trắng bánh bao đâu. Hiện tại có sữa đậu nành bánh quẩy ăn, này đều đã xem như đề cao một cái cấp bậc thức ăn trình độ. Khó được có mỹ nữ mời khách, ta đây đã có thể nếu không khách khí." thương giai mộng nghe vậy tức khắc cười đến hoa chi loạn chiến che cái miệng nhỏ cười cái không ngừng hiển nhiên nàng đem trần tử bình đại lời nói thật cấp trở thành là nói giỡn. rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng trần tử bình kia chính là đường đường nhà giàu đại thiếu đâu buổi sáng tỉnh lại lúc sau không nói giống điện ảnh bên trong như vậy dùng quý báo tổ yến xuất miệng ít nhất cũng đến ăn chút tinh xảo bánh bao nhỏ linh tinh điểm tâm sáng cơm điểm mới là thái độ bình thường đi nếu là tội liên đới rôn ro nhà giàu đại thiếu đều lưu lạc đến ăn dưa muối cháo trắng khi còn lợi hại vì nhiễu thương giai mộng hồi lâu kế hoạch thư phê duyệt thông qua tâm tình rất tốt nàng cũng không có nhiều trì hoãn lập tức liền vẫy tay ý bảo trần tử bình đi theo nàng triều lâu ngoại đi đến đi ta mang ngươi đi trường học bên ngoài một nhà đặc biệt ăn ngon bữa sáng cửa hàng nó kia da bánh cuốn là ta lớn như vậy ăn qua ăn ngon nhất bảo đảm ngươi trước kia trước nay không ăn qua trần tử bình lại duỗi tay giữ nàng lại hướng tới chính mình khuôn mặt chỉ chỉ ngạch giai mộng tỷ ngươi cảm thấy hiện tại ta còn trở ra đi cổng trường sao thương giai mộng nghe vậy sửng sốt ngay sau đó cũng lập tức phản ứng lại đây, Trần Tử Bình hiện tại chính là hỏa đi lên A. Tổng trường bên ngoài không biết nhiều ít nghe tin tới rồi võng hồng chủ bá cùng truyền thông phóng viên, tất cả đều ôm cây okay đợi thỏ giống nhau chờ hắn lộ diện đâu. Chẳng sợ hắn không đi ra ngoài đều hảo, đều có không ít lá gan đại ngoại lai nhân sĩ đục nước béo cò trà trộn vào vườn trường tới. Này nếu là chủ động chạy ra đi giáo ngoại, một khi bại lộ thân phận, nói không chừng đã bị vây quanh khó có thể thoát thân. Thời khắc mấu chốt, vẫn là thương giai mộng đầu óc linh hoạt. Chỉ thấy nàng trong mắt quay tròn vừa chuyển, ý bảo Trần Tử Bình đi theo nàng tới trước lầu hai quảng bá trạm. Ai ngờ vừa lúc lúc này, lầu hai trên hành lang cũng nên diện đi tới một đám học sinh. Thương Giai Mộng theo bản năng mà vươn tay dắt thượng Trần Tử Bình lòng bàn tay. Lôi kéo Trần Tử Bình cúi đầu một đường bước nhanh cấp đi, vừa lúc tránh đi đám kia tương hướng mà đi bọn học sinh.